chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện Lâm Phi Lộc chết vào đêm sinh nhật lần thứ 27 của cô, sinh nhật năm trước cô đều sẽ mở party ở biệt thự ven biển cùng hồ bằng cẩu hữu cùng hoang đến hừng đông, ngay cả lễ vật của cha mẹ cũng gửi tới bên kia trước, nhưng lần này cô không khéo bị viêm dạ dày ruột, buổi sáng đến bệnh viện lấy chút thuốc, liền trở về trung tâm thành phố cao tầng, nằm ở phòng ngủ ngủ một ngày, buổi tối bị động tỉnh phòng khách đánh thức, sau khi cha mẹ ly thân, căn nhà ở trung tâm thành phố là hai người cùng sở hữu, thời gian dài trống rỗng, lúc Lâm Phi Lộc ôm dạ dày đi ra ngoài, nhìn thấy mẹ ăn mặc thời thượng của cô đang lăn sofa với một sói nhỏ, Lâm Phi Lộc sửng sốt hai giây, xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo, sau đó đóng cửa rời đi. Khi đến ga ra, bà Lâm gọi điện thoại và hỏi: sao à? lại ở đây? Anh không mở party à? Lâm Phi Lộc mở cửa xe Lamborghini, không trả lời, hỏi ngược lại: hai người đã ly hôn chưa? Bà Lâm nói: không. Cô miễn cười, tôi không biết những gì bạn có ý nghĩa như vậy. Đầu dây bên kia còn muốn nói gì, cô ấy lại nói thêm một câu: ngươi tiếp tục, yên tâm, sẽ không nói cho ba ta biết giống như cách đây không lâu cô gặp ba cô đưa người về biệt thự cũng không nói cho mẹ cô biết vậy hai vợ chồng này từ khi còn bé cô đã chơi đùa nên xem không nên nhìn mấy năm nay cô nhìn nhiều ngoại trừ ghê tởm đã không còn cảm giác khác khi bạn cúp máy người đàn ông đó nhớ lại và nói nai sừng tấm chúc mừng sinh nhật lâm phi lộc khởi động xe cảm ơn xe chạy trên đường ven biển điện thoại lại reo là chị em nhựa của cô gọi tới rắc rắc hét lên người cuối cùng cũng nghe điện thoại chúng ta có ở DC, ngươi đến không? Nói xong lại hạ thấp giọng, ngữ điệu có chút hưng phấn, tạ hà cũng tới, nói muốn vì chuyện lần trước bạn gái hắn xin lỗi, cô không đúng, đã là bạn gái cũ, để cô ấy hát cà phê ngươi, đáng đời. Dạ dày cô lại bắt đầu đau, một tay ôm dạ dày một tay cầm vô lăng, mệt nhọc, tôi không đến, các người chơi, chị nhựa kinh hải nói, vậy xong tạ thì sao, lâm phi lộc cười nói, ta quản hắn làm sao bây giờ, đối diện im lặng mọi người đều chia tay bạn gái vì ngươi giọng điệu của cô tùy ý cũng không phải tôi để cho anh ta chia tôi không làm gì cả đầu kia im lặng trong dạ dày lại đau quặn một trận lâm phi lộc đau đến không người đưa tay cúp điện thoại phía trước đột nhiên vang lên tiếng phanh chói tai một chiếc xe tải lớn cực nhanh trượt qua lâm phi lộc đánh mạnh tay lái đầu xe đâm vào lan can bay xuống vách đá biển phía dưới trong vài giây trên không trung trời đất quay cuồng nội tâm lâm phi lộc rất bình tĩnh trong đầu chỉ có một ý nghĩ quả nhiên làm chuyện xấu nhiều sẽ bị báo ứng kiếp sau nàng nhất định sẽ là người tốt thế nhưng không nghĩ tới kiếp sau tới nhanh như vậy cảm giác chính là thời gian ngủ một giấc lúc mở mắt nàng liền sống lại lâm phi lộc sửng sốt ba giây giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên nhìn một lát lại quay đầu nhìn sang bên cạnh bên giường ngồi một nữ nhân mặt cung trang ngũ quan phi thường xinh đẹp sắc mặt lại ảm đạm mà trắng cả người lộ ra một cổ tử khí nặng nề bệnh khí, đang nâng một khối khăn đang theo. Lâm Phi Lộc còn đang âm thầm đánh giá, cửa đi vào một cung nữ, nương nương, thuốc đã mang về, người phụ nữ đứng dậy, thái y đâu, huy, mờ, hôm nay lệ mỹ nhân lâm bồn, các thái y đều phụng mệnh đi chờ. Nô tỳ hướng bổng sứ thái y viện truyền đạt bệnh tình của công chúa, đây là bổng sứ kê thuốc cho công chúa, người phụ nữ nắm chặt sợi tơ trong tay, một lúc lâu sau, nhận mệnh, thôi thôi, Đi sắc thuốc, lại làm chút cháo thanh đạm, cung nữ phụng mệnh rời đi, nữ nhân xoay người, nhìn thấy tiểu cô nương trên giường đã tỉnh, đang mở to một đôi mắt đen nhánh đánh giá chung quanh, vội vàng buông tơ lộ xuống, cúi xuống bên giường ôm nàng lên. Lâm Phi Lộc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, hương thơm nhẹ nhàng trên người nữ nhân đánh vào khoang mũi, thân thể cô ráo của mình bị cô ôm vào trong ngực, tràn đầy cảm giác không chân thật. Lộc Nhi ngoan, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Phi Lộc như tỉnh không tỉnh lắc đầu, nữ nhân ôm nàng đi ra ngoài, trong viện có một cung nữ đang ngồi sổn dưới gốc cây quế nhặt nhụy hoa, nữ nhân nói, chờ hưu khỏe rồi, nương làm ngươi thích ăn bánh quế có được không, tầm nhìn mở rộng, đập vào mắt là tường đỏ ngói xanh, đình viện bàn đá, xa xa mái hiên dựng đứng, lầu có thể hái sao. Trước cửa viện có một tấm bình đá, trên chạm trăng trúc trúc thúy, trong viện bố trí hai ba bàn đá ghế đá, hai góc đông tây mỗi bên đều có một cái bể nước sứ lớn phòng có bốn gian cây cối lẻ tẻ đình viện cổ kính cũng không hoa lệ vẫn có vẻ trong vắng lạnh lẽo lâm phi lộc quay đầu nhìn người phụ nữ tình huống trước mắt cô còn bình tĩnh lại lên tiếng hỏi tôi bị sao vậy giọng nói của trẻ em mềm mại và nhát giọng nói của sữa nữ nhân ôm nhu cười nói lộc nhi buổi sáng đi lâm hành các chơi trượt chân rơi xuống nước nhiễm phong hàng bất quá không có gì đáng ngại lát nữa uống thuốc là tốt rồi lâm phi lộc cắn đầu lưỡi đau đớn chỉ chốc lát sau cung nữ liền bưng chén thuốc tới nữ nhân cho nàng uống thuốc lại nhét một khối mứt ngọt ngọt vào miệng nàng cung nữ ở bên cạnh cười nói công chúa thật ngoan uống thuốc cũng không khóc không nháo lâm phi lộc cảm thấy đau đầu thì thầm tôi muốn ngủ người phụ nữ hôn má cô và đưa cô trở lại giường lâm phi lộc nhắm mắt lại nghe được nữ nhân dặn dò ngày mai ngươi đem cặp ngọc này tặng cho lệ mỹ nhân Chúc mừng nàng sinh con, thân thể ta mang bệnh, sợ chọc mỹ nhân không tốt, sẽ không đến thăm." Nô tỳ nhớ kỹ tình huống trước mắt, Lâm Phi Lộc dù có cho dù cũng phản ứng lại, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng nàng từ trước đến nay năng lực thích ứng mạnh mẽ, uống thuốc xong ngủ một giấc, liền hoàn toàn tiếp nhận sự thật này. Trong khi ngủ, ký ức ban đầu của cô bé tràn vào đầu cô, cô bé 5 tuổi, cũng không biết nhiều, chỉ biết nơi này là Đại Lâm triều Mẫu Phi là Lam Quý Nhân, nàng có một ca ca lớn hơn mình 2 tuổi, tên là Lâm Chim Viễn, ca ca cùng người bình thường không giống nhau, người khác đều vụng trộn gọi hắn là kẻ ngốc. Nàng là ngũ công chúa của Đại Lâm Triều, nhưng số lần gặp phụ hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói cách khác, mẫu Phi nàng không được sủng ái, nàng cũng không được sủng ái. Ngày hôm qua nàng ở bên ngoài thả diều, diều đứt dây rơi xuống lâm hành cát, lúc tiểu cô nương đuổi theo nhặt diều, gặp tam công chúa lâm hy. Lâm Hy kỳ thật chướng mắt con diều rách nát của cô, nhưng chính là thích khi dễ cô, lúc hai người tranh giành diều, cô bé bị Lâm Hy đẩy xuống nước, sau khi cứu lên vẫn phát sốt hôn mê, tỉnh lại chính là Lâm Phi Lộc, cô dùng kiến thức của mình là thạc sĩ tài năng nhớ lại một chút, phát hiện triều đại Lâm này ở trong dòng sông dài 5.000 năm không có triều đại này, tuy rằng nơi này nhìn qua không sao, nhưng nhớ lại tai nạn xe cổ mình trải qua, lại nhìn bắp chân nhỏ nhắn còn nguyên vẹn hiện tại lâm phi lộc cảm thấy mình vẫn chiếm một tiện nghi lớn bóng dáng cô bé trong đầu dần dần mờ đi lâm phi lộc ở trong lòng nói với nàng con người ta ân oán rõ ràng tuyệt đối không công chiếm tiện nghi của người khác nếu ta đã dùng thân thể ngươi sống lại cái khác không nói thù nhất định sẽ báo cho ngươi ngược lại lại nghĩ đến lời thề mà mình đã phát ra trước khi chết xem ra đây là cơ hội ông trời cho nàng hối hận một lần nữa làm người người tốt muốn làm thù cũng phải báo bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, không vội, nàng còn phải làm rõ tình cảnh trước mắt, cung đấu kịch không phải chưa xem qua, hậu cung hiểm ác, phải cẩn thận một chút, ngoài phòng sắc trời dần sáng, Lam Quý Nhân phát hiện nàng hạ sốt cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, ra ngoài phân phó nha hoàng nấu cháo, Lâm Phi Lộc đang nằm trên giường suy nghĩ về cuộc sống mới, cửa phòng chi nha một tiếng bị đẩy ra, có một thân ảnh nhỏ sờ tới, ông đi đến giường nửa ngồi xổm, bám vào mép giường và hét lên, em gái, em gái lâm phi lộc quay đầu nhìn thấy một tiểu nam hài tuấn tú đang nghiêng đầu ngây ngốc cười với mình nguồn hố truyện hô trinh com là anh trai ngốc nghếch của cô lâm chiêm viễn lâm chiêm viễn xếp hạng lão lục trong đám hoàng tử tuy rằng là lục hoàng tử trên danh nghĩa nhưng từ ngay cả cung nữ thái giám cũng dám bí mật mắng hắn ngốc tử liền có thể thấy được đây là một hoàng tử bị vứt bỏ nghĩ đến hoàng đế không thích lam quý nhân cũng có liên quan đến chuyện này chân long thiên tử lại có một đứa con ngốc nghếch quả thực là vết nhơ nhân sinh trí lực của lâm chim viễn đại khái dừng lại ở ba bốn tuổi chỉ biết nói một vài từ ngắn gọn thấy lâm phi lộc tỉnh lại cao hứng vỗ đầu cô muội muội ngoan muội muội không đau lâm phi lộc cảm thấy anh ta đáng yêu cô lớn lên trong một gia đình như vậy từ nhỏ không được yêu thương cũng không ai dạy cô cách yêu dưỡng thành một bộ tính tình cực độ tự ngã nhìn như chơi game nhân gian kỳ thật nội tâm hờ hững rất khó đồng tình duy chỉ có đối với đứa nhỏ xinh đẹp có thể sinh ra vài phần kiên nhẫn cùng chân thành, miễn cười và nói với anh ta, tôi không đau, lâm chim viễn hẳn là nghe hiểu, càng cao hứng, cười đến nước miếng chảy ra, từ trong ngực lấy ra một nắm mứt siêu vẹo, giống như hiến bảo vương tới trước mặt nàng, ăn, muội muội ăn, ngon, đó hẳn là hắn lén lúc giấu, bức đều dính thành một đoàn, nhìn qua bẩn thiểu, lâm phi lộc kén lời nhất, đương nhiên sẽ không ăn, dỗ dành anh, em gái không ăn, anh trai ăn đều là của anh trai, giọng nói của cô rất ngọt ngào, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, chính mình nghe cũng cảm thấy dễ nghe. Lâm chim viễn kế thừa dung mạo mẫu thân hắn, cho dù là một kẻ ngốc, cũng không cản trở nhan sắc của hắn, cao hứng gật đầu, đem mức đều nhét vào miệng mình. Lâm phi lộc nhân cơ hội xuống giường tìm gương, không ngoài dự đoán của nàng, tiểu cô nương trong gương đồng phấn điêu ngọc mài, linh động đáng yêu, cười rộ lên bên gò má có một má lúng đồng tiền nhỏ, đáng chết một người lớn lên giá trị nhan sắc tất nhiên sẽ không thấp, trọng độ nhan khống lâm phi lộc rất hài lòng. Lúc tiêu lam tiến vào nhìn thấy lâm chim viễn mặt đầy đường sương, vẻ mặt bất đắc dĩ kéo người lại đây, nương có phải đã nói qua, muội muội sinh bệnh, không thể nháo muội muội không thể kể đến nay, lâm chim viễn ủy khuất nói, nhớ muội muội cùng muội muội chơi đùa. Tiêu lam tự hồ tuyệt đối không ghét bỏ đứa con ngốc này, ở hậu cung mẫu dựa vào tử quý, sự tồn tại của lâm chim viễn xem như đoạn tuyệt toàn bộ đường sau của nàng, nhưng nàng vẫn như cũ không hề giữ lại cho hai nữ nhi này một mẫu thân bảo hộ và yêu thương. Lâm Phi Lộc mất một bữa sáng để tìm hiểu tình hình bên cạnh, nơi tiêu lam ở này gọi là Minh Quân Cung, nàng ở Thiên Điện, phía trước còn có từ tài nhân cao nàng một vị trí, ở chủ điện, cung nữ hầu hạ bên người chỉ có hai người, một người tên là Vân Du, chính là nha hoàng bản gia cùng tiêu lam vào cung hôm qua khi Lâm Phi Lộc tỉnh lại, người còn lại là cung nữ trong cung, tên là Thanh Yên, bởi vì đã trải qua ân huệ của tiêu lam, khi người khác tìm mọi cách rời khỏi nơi không được sủng ái này, tự nguyện lưu lại, mặt khác cũng chỉ còn lại một ma ma, là quanh năm hầu hạ ở minh hoàng cung này, bối phận già nua, tiêu lam không đại sứ gọi nàng. Lúc ăn cơm lâm phi lộc gặp mặt, song phương đều khách khí, nói tóm lại, tình cảnh tương đối thê lương, lâm phi lộc suy nghĩ nửa ngày, an ủi mình ít nhất thanh tĩnh. Không được sủng ái cũng có chỗ tốt không được sủng ái ít nhất không ai nhìn chằm chằm ngươi, không cần ứng phó thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đóng cửa lại an tĩnh sống cuộc sống của mình, cũng rất tốt, dù sao cô cũng cần thời gian thích ứng với hoàn cảnh mới và thân phận mới, quan sát trước đi, không làm gì cả, hãy là một người tốt, từng. Hôm qua Lâm Hành Các không có người, lúc tranh chấp với Lâm Hy khởi bên cạnh chỉ có mấy cung nữ chiếu cố Lâm Hy, nhìn phản ánh của Tiêu Lam, Lâm Phi lộc phỏng chừng ngay cả nàng cũng không biết chân tướng rơi xuống nước tỉnh anh không có khả năng không biết, hiện tại lại đánh một trận. Vị trí hậu cung của Đại Lâm Triều này rất giống với Minh Triều trong lịch sử, trên tiêu lam còn có tài nhân, mỹ nhân, tiên lũy, chiêu nghi, xa hơn nữa chính là tần, phi, quý phi thậm chí hoàng hậu, tỉnh tần lên tiếng. Tiêu Lam dù có tức giận không muốn, cũng chỉ có thể mang theo Lâm Phi Lộc vội vàng chạy tới Chiêu Dương Cung. So với sự khẩn trương của Tiêu Lam, Lâm Phi Lộc có vẻ rất bình tĩnh, một đường còn có tâm tư thưởng thức cảnh sắc Hoàng Cung. Thời gian đã là cuối thu, hải đường phù dung nở rộ, đình đài đang sen, cung điện khí phách bàn bạc, so với cố cung năm đó Lâm Phi Lộc Du Xuân đi qua cố cung không kém phần nhượng bộ, thậm chí còn có thêm sinh khí, xem ra chỉ có tiểu thiên điện nàng ở vắng vẻ, bên ngoài này còn rất náo nhiệt đẹp mắt, cảm thấy mỹ mãn nhìn phong cảnh một đường, lúc đến chiêu Dương cung, từ xa liền nghe thấy tiếng cô gái gào khóc, trong lúc đó còn kèm theo một trận hoảng loạn mắng chửi, đi tới cửa lâm phi lộc nghe được có một thanh âm nhọn hoắc mắm tiểu tiện nhân kia tới chưa chẳng lẽ còn muốn bổn cung tự mình đi mời sao đại cung nữ bên cạnh tĩnh tần chờ ở cửa thấy tiêu lam dẫn lâm phi lộc tiến vào lập tức đi vào báo cáo tĩnh tần rất nhanh đã đi ra lại là một mỹ nhân mảnh khảnh nhưng với ánh mắt của lâm phi lộc so với tiêu lam kém hơn nhiều ai diện mạo này đều có thể thăng lên tiêu lam loại bộ dáng có thể hành hung mỹ mỹ này lại chỉ là quý nhân ánh mắt hoàng đế này không được. Lâm Phi Lộc chỉ nhìn hai cái liền thu tầm mắt trở lại, tiêu lam bên cạnh đã quỳ xuống, còn kéo cô xuống. Lâm Phi Lộc kỳ quái bất tình nguyện, tư tưởng hiện đại còn đang đấu tranh với hiện thực phong kiến, liền thấy tỉnh tầng hai ba bước đi tới, không khỏi không nói một lời giơ tay lên một cái tác hung hăng hô lên mặt tiêu lam, thanh thúy một tiếng ba, đều làm cho Lâm Phi Lộc nhìn choáng ngợp, tiêu lam lại chịu đựng, không chỉ chịu đựng, còn liên tục dập đầu với tỉnh tầng, cầu xin nàng thứ tội lâm phi lộc rốt cuộc là công chúa cho dù không được sủng ái cũng là huyết mạch hoàng gia tỉnh tần có tức giận cũng không dám động thủ với nàng sau khi thở ra trên người tiêu lam nhìn tiểu cô nương xinh đẹp như vậy chán ghét nói đi vào quỳ gối trước giường tam công chúa dập đầu bồi tội lâm phi lộc từ khi vừa vào đã ngơ ngác tỉnh anh cũng từ thái y viện biết được hôm qua sau khi cô rơi xuống nước vẫn luôn sốt không có khả năng xuất hiện ở cửa lâm hy nhưng hậu cung chính là nơi không nói đạo lý như vậy hiện tại nàng sốt lui, nữ nhi của mình lại sốt cao không ngừng nói nhảm, cùng nàng khẳng định không thoát khỏi liên quan. Tỉnh anh đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhìn thấy trên mặt tiểu cô nương vừa rồi còn ngốc nghếch đột nhiên lộ ra biểu tình cực độ hoảng sợ, đồng tử cô phóng đại, đầu đầy mồ hôi, nhìn chầm chầm vị trí cửa phòng lâm hy, sau đó qua một tiếng, khóc trốn sau lưng tiêu lam, vừa khóc vừa nói, người kia thật đáng sợ, trên người treo cỏ nước, còn... Nhỏ giọt, ô ô ô mẫu phi ta sợ, tĩnh lặng, cung nữ, vẽ mặt tiểu hài tử trạng thái không làm được, mặt tĩnh anh thoáng cái liền trắng bệt, nhìn lướt qua cửa trống rỗng, vừa rồi còn vắt cao khí dương thanh âm có chút run rẩy, ngươi thấy cái gì, còn gì nữa không? Nó vẫn còn đó chứ, Lâm Phi Lộc vừa khóc nức nở vừa nói, bây giờ đi vào phòng chị ba rồi, Lâm Hy còn nằm trên giường nghe thấy những lời này, trực tiếp ngao một tiếng hôn mê bất tỉnh. Chiêu dương cung nhất thời một phen gà bay chó sủa trong thời đại của các vị thần ma, không ai không sợ điều đó. Lâm Hy không phải nói nàng vẫn nhìn thấy ngũ công chúa đứng ở cửa sau, vậy được, ngươi nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, có phải ngũ công chúa không dễ nói hay không, dù sao cũng chính là có thủy quỷ ở cửa nhìn chằm chằm ngươi, thật trùng hợp không khéo. Mấy năm trước trong ao lâm hành các thật đúng là chết đuối hai cung nữ, hơn nữa chuyện này cùng tỉnh hoàng có chút quan hệ, tỉnh tần nghĩ đến chuyện này, càng tin tưởng không nghi ngờ, nào còn để ý đến tiêu lam lúc rời khỏi chiêu dương cung, nửa khuôn mặt tiêu lam đã sưng lên, nhìn qua đau, nhưng nàng hình như không cảm giác được, chỉ nắm tay lâm phi lộc vừa nhỏ vừa mềm mại, vẻ mặt lo lắng nói với vân du, lộc nhi gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ, ngươi trở về chuẩn bị đồ cúng tế, lâm phi lộc chán ngắt nhìn những bông hoa rực rỡ hai bên đường, nàng vẫn có tật xấu nghẹn khí liền đổ mồ hôi, vốn tưởng rằng thay đổi thân thể là vô dụng, vừa rồi thử thử không nghĩ tới còn ở đây. Sau đó liền tùy tiện diễn một chút, đối thủ quá không đánh, huy, mờ, hậu cung rất nhanh đều biết chuyện chiêu dương cung tĩnh lặng náo loạn tà từ, nói là tam công chúa Lâm Hy ở Lâm Hành các chơi đùa treo chọc đồ vật không sạch sẽ, ngũ công chúa Lâm Phi Lộc hôm qua không phải cũng sốt, đều bị hai tiểu hài tử bắt gặp, bất quá quan có đầu nợ có chủ, tà từ kia chỉ đi theo tam công chúa, xem ra vẫn là tĩnh lặng làm nghiệt, sau đó, người đi chiêu dương cung ít đi. Phi tần thường xuyên lui tới tỉnh tần không đến cửa nữa hoàng hậu đem chuyện này cùng hoàng đế nói một cái, tuy nói thiên tử long nhan, nhưng loại chuyện này có thể tránh thì tránh, gần đây vẫn là đường lật biển hiệu của tỉnh Tần. Hoàng đế đáp ứng, dù sao hậu cung giai lệ ba ngàn, cũng không thiếu cái này, sợ mình một ngày nào đó quá bận quên chuyện này, còn trực tiếp sai người đem tấm biển của tỉnh Anh rút đi, về sau hoàng đế quả nhiên quên chuyện này. Vì thế hắn cũng quên đem thương hiệu tỉnh lặng thêm trở về, sau đó tỉnh anh liền thất sủng, đương nhiên đây đều là lời sau, trước mắt chiêu dương cung còn đang ở trong trạng thái người ngửa ngựa lật ngựa thỉnh cao tăng trừ tà tiêu lam bị kinh hách cũng không nhỏ vừa trở lại minh quân cung liền lôi kéo lâm phi lộc bắt đầu bái tế tuy rằng nàng không để ở trong lòng nhưng vì để cho tiêu lam an tâm vẫn rất phối hợp thiên điện đang bận rộn bên ngoài đột nhiên lại nổi lên một trận cãi vã tiêu lam chỉ nghe xong hai câu hình như liền biết đã xảy ra chuyện gì trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhẹ giọng nói với lâm phi lộc lộc nhi ở chỗ này quỳ đến khi hương nhiên xong nương lát nữa sẽ trở về lâm phi lộc ngược lại đáp ứng rất tốt chờ tiêu lam vừa ra ngoài liền đứng dậy đuổi theo bên ngoài là đại cung nữ hồng bưởi của vân du và chủ điện từ tài nhân đang cãi nhau lâm phi lộc nghe nửa ngày mới biết chuyện gì đã xảy ra phi tầng hậu cung mỗi tháng đều có phần lợi thức ăn than lửa bạc hai thứ này đều theo vị trí đưa ra minh nguyệt cung chủ điện ở chính là từ tài nhân tiêu lam vị trí dưới nàng nội vụ phủ phân phối phần lợi thuộc về minh nguyệt cung mỗi lần đều bị nàng lĩnh nhưng phần này thuộc về lam quý nhân sẽ bị nàng khấu trừ một nửa hôm nay lại là ngày lĩnh phần lợi vân du lo lắng lại bị các nàng đoạt trước sớm đã đến phủ nội vụ chờ đợi kết quả người bên kia vẫn đẩy ba ngăn bốn để cho nàng xếp hàng từ tài nhân tuy cũng không được sủng ái nhưng bởi vì có nguyễn quý phi nội vụ phủ rất là biết nháy mắt chờ đến phiên vân du phần lợi của Minh Quyết Cung đã bị toàn bộ lĩnh đi. Vân Du sau khi hồi cung đi tìm Hồng Tụ lấy một phần lợi, quả nhiên lại chỉ có một nửa, nó không phải là cãi nhau. Lâm Phi Lộc nghe thấy Vân Du tức giận nói, nương nương chúng ta còn nuôi hai đứa nhỏ, nếu đói bụng đông lạnh hoàng tử công chúa, ngươi có thể gánh vác tội sao? Phỏng chừng không phải là lần đầu tiên lấy chuyện này uy hiếp, Hồng Bưởi không chút để ý cười nói, để nương nương các ngươi ăn ít một chút không phải liền tiết kiệm được sao? vân du tức giận muốn xông lên liều mạng với nàng bị tiêu lam ngăn lại lâm phi lộc hồi tưởng lại một chút tiêu lam thật sự ăn rất ít bữa ăn ở thiên điện cũng không phong phú phần lớn là cháo nhưng vân du trù nghệ rất tốt lâm phi lộc tuy rằng kén miệng nhưng cũng không phải không thể ăn mỗi lần tiêu lam đều gấp món ăn chỉ có cho hai đứa nhỏ bản thân không động đũa thậm chí có đôi khi còn uống một bát canh gạo lâm phi lộc còn tưởng rằng cô là vì bảo trì vóc dáng Kết quả lại là bởi vì không có cơm ăn, nàng thật không nghĩ tới tình cảnh thiên điện khó đến mức này. Nói ra ai tin a, à, đường đường là phi tần của hoàng đế, ngay cả cơm cũng không ăn được, dứt khoát đừng gọi Tiêu Lam, đổi tên thành Tiêu Nan. Lâm Phi Lộc đẩy cửa đi ra ngoài, thấy trước cửa chủ điện có một nữ nhân ăn mặc lộng hành, phỏng chừng chính là Từ Tài Nhân. Đang thảnh thơi uống trà, giống như xem kịch vậy, khóc mắt Vân Du đều đỏ lên, bị Tiêu Lam thấp giọng khuyên vài câu, không làm tranh cãi vô vị nữa, đang đi về thiên điện. Lâm Phi Lộc giòn giả kêu lên, mẫu phi, Tiêu Lam quay đầu nhìn thấy nàng, ôm nhu nói, sao không nghe lời? Hương thách xong chưa? Nguồn hố truyện chấm com Lâm Phi Lộc làm nũng, đầu gối quỳ đau, Tiêu Lam cũng không nói gì nữa, lôi kéo nàng trở về. Lâm Phi Lộc tò mò đánh giá về phía Từ Tài Nhân, không khỏi ngây thơ hỏi, mẫu phi, vì sao Tài Nhân nương nương lại lấy nhiều thức ăn như vậy? cô ấy cũng có hai đứa con không, từ tài nhân so với tiêu lam còn tiến cung sớm hơn hai năm, hoàng đế con nối giỏi hưng thịnh, nhiều hoàng tử hoàng nữ, hết lần này tới lần khác từ tài nhân bụng không chịu thua kém, nhiều năm như vậy một chút động tĩnh cũng không thấy, hiện giờ thất sủng, một năm không gặp được hoàng đế một lần, càng không có khả năng mang thai, lời nói của lâm phi lộc quả thực chính là đâm dao vào tim cô. Từ tài nhân khí đến mức chén trà đều bị ngã, nhưng lại không thể làm gì cô, tiêu lam vội vàng dẫn con gái về phòng sau khi đóng cửa vân du cắn răng nói chuyện xấu làm nhiều rồi ông trời mở mắt mới làm cho cô ấy sinh ra không nổi thanh yên nói với tiêu lam cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp nói lý lẽ với cô ấy cô ấy luôn lấy vị trí áp người không bằng đi tìm hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo đi hoàng hậu nương nương cho dù không để ý ngài dù sao cũng phải cố kỵ huyết mạch hoàng gia tiêu lam thở dài một tiếng nháo đến trước mặt hoàng hậu chẳng phải là lại đem ánh mắt của cả hậu cung dẫn tới trên người mình sao quên đi không thắt chặt cuộc sống vẫn có thể trôi qua sống với tiêu lam hai ngày nay lâm phi lộc cũng tìm hiểu tính cách của cô thiện lương là thật thiện lương yếu đuối cũng là thật yếu đuối gặp chuyện cũng không nghĩ biện pháp giải quyết có thể lui thì lui có thể nhịn liền nhịn tính cách như vậy khó trách lăn lộn đến mức này như hôm nay nhưng nàng cũng không tiện làm cái gì dù sao thời gian quá ngắn hơn nữa nàng còn muốn trở thành người tốt. Tiêu Lam đã quen với loại chuyện này, cũng không để ở trong lòng, bái tế chấm dứt, lại mang theo Lâm Phi Lộc quỳ gối trong phòng cung phụng Bồ Tát trước niệm kinh cầu phúc. Lâm Chim Viễn có đủ kiểu quỳ gối trên bồ đoàn bên cạnh, ngây ngốc hỏi, muội muội đang làm cái gì vậy? Tiêu Lam cầm Phật Châu, ôm thanh nói, muội muội đang cầu bình an. Lâm Chim Viễn vương hai tay về phía Lâm Phi Lộc, bình an của ta đều cho muội muội. Hắn không hiểu bình an là cái gì, phàm là muội muội cần, mặc kệ mình có hay không, hắn đều có thể cho nàng. Lâm Phi Lộc cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, lại có chút kỳ quái. Mình cư nhiên ở chỗ một tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu cảm nhận được tình yêu thuộc về người nhà trước đây, nghĩ như vậy, liền cảm thấy phần lợi ích gì đó hình như cũng không phải rất trọng yếu. Những ngày yên tĩnh và nghèo đói, cũng rất ấm áp, cầu phúc kéo dài đến tối, tiêu lam mới an tâm một chút, lại dặn dò Lâm Phi Lộc vài lần, nếu như nhìn thấy cái gì, nhất định phải nói cho nàng biết. Lâm Phi Lộc Nhu Thuận gật đầu, đang chuẩn bị đi ngủ, cửa cung điện đột nhiên bị dùng dập vỗ vang. Thanh Yên vội vàng đi ứng môn, cửa vừa mở ra, bên ngoài cư nhiên là từ tài nhân. Bên cạnh còn dẫn theo hai người mặt tăng bào, nàng vực khí đi vào trong, ngủ công chúa đâu. Nghe nói hôm nay nàng đụng phải tà từ, bổn cung dẫn người đến trừ tà cho nàng, cũng đừng mang đồ vật không sạch sẽ đến minh nguyệt cung của bổn cung. Sắc mặt tiêu lam thay đổi, đang đứng dậy ngăn cản, mấy cung nữ thái giám trực tiếp vọt vào phòng, đem Lâm Phi Lộc đưa vào trong viện. Tiêu Lam Kinh Hải nói, tài nhân. Lộc Nhi chính là ngũ công chúa Đại Lâm Đường Đường, từ tài nhân cười nói, chính là công chúa, bổn cung mới cố sức trừ tà cho nàng, bằng không bổn cung còn lười quản. Ngươi chính là nói đến chỗ hoàng hậu nương nương, cũng là bổn cung có lý, dứt lời, khiến cho ánh mắt, hai tăng nhân lúc này rút ra hai thanh liễu từ sau lưng, ba người tiêu lam bị cung nữ ngăn cản, tức giận nói, các ngươi muốn làm cái gì, tăng nhân đạo, liễu điều trừ tà, dùng liễu này quất thân thể, liền có thể xua đuổi tà từ, nói xong, một liễu rút xuống, lâm phi lộc bị hai cung nữ ấn không nhúc nhích được, thanh liễu kia mảnh khảnh mảnh khảnh, quất vào mu bàn tay nàng, lúc này chính là một vết đỏ, đau đến mức nàng run rẩy, từ nhỏ đến lớn, còn chưa ai dám đánh cô như vậy, lâm phi lộc cắn răng hít sâu, tôi muốn trở thành một người tốt, một người tốt. Đi ngươi mẹ kiếp, ai nguyện ý làm ai chịu, lão tử nhịn không được. Việc cấp bách trước mắt là trước tiên đem trận này tránh đi, vạn sự không thể mạo hiểm, trà xanh nữ vương có thể khuất phục, lấy bảo toàn bản thân làm mục đích đầu tiên, trước tiên chiến thuật rút lui, sau đó bố trí phòng ngự phản kích, lâm phi lộc lúc này nín thở, lần thứ hai liễu còn chưa rơi xuống, người chung quanh đã nhìn thấy tiểu công chúa đầu đầy mồ hôi ngất xỉu, tiêu lam thét chói tai một tiếng, tránh thoát gạch cao gút của cung nữ vọt tới từ tài nhân kinh nghi bất định hai tăng nhân kia hai mặt nhìn nhau kỳ thật cô cũng sợ đánh người ra vấn đề cho nên mới lựa chọn liễu chỉ muốn lâm phi lộc chịu chút khổ da thịt sao còn chưa bắt đầu người đã choáng váng ngay từ đầu vốn hoài nghi là tiểu nha đầu này giả vờ nhưng đến gần nhìn mặt mày lâm phi lộc nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt vẻ mặt mồ hôi không thể giả trong lòng cũng lột bột hai tăng nhân kia là đệ tử của cao tăng trừ tà ở tỉnh anh lần này được chỗ tốt của từ tài nhân mới có thể nói như vậy hiện tại thấy người ngất đi nhất thời có chút bối rối từ tài nhân nhíu cổ nói một câu xem ra tà từ đã trừ chờ ngủ công chúa tỉnh lại hẳn là không có gì đáng ngại dứt lời xám xịt mang theo người rút lui tiêu lam ôm lâm phi lộc cũng không rảnh để ý cùng vân du và thanh yên ôm người vào trong phòng lâm phi lộc sợ sợ các nàng sợ hãi dù sao thân thể tiêu lam cũng không thể chịu đựng được vừa vào phòng liền suy yếu mở mắt ra hôn một tiếng mẫu phi tiêu lam khóc thành nước mắt một bên dùng nước nóng lau cho nàng một bên bảo vân du đi mời thái y chuyện này náo loạn rất tốt một phi tần tài nhân vị trí lại dám động thủ với hoàng gia công chúa trong cung xuôi viêm phụ thế rơi xuống giếng là bình thường nhưng ức hiếp đến mức này không khỏi lâm phi lộc cũng không ngăn cản nằm ở trên giường nhắm mắt suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nàng xem như đã biết hậu cung này chính là nơi không có việc gì tìm việc ngươi không gây chuyện chuyện cũng sẽ đến chọc ngươi. Kết thúc của người tốt chính là giống như tiêu lam, ai cũng có thể đến dẫm hai cước. Ấu đồng cổ đại luôn dễ dàng yêu thương sớm, nàng hiện tại mới 5 tuổi, cho dù bên trong cường đại, nhưng chức năng thân thể tóm lại chỉ là một tiểu cô nương, nếu thật sự gặp phải ngoại lực đã kích, có thể chống đỡ qua hay không thật đúng là khó nói. Nếu ngay cả bình an lớn lên cũng trở thành cầu xa vời, vậy nàng cũng sống vô ích một lần, vốn tưởng rằng đây chỉ là phó bản dưỡng lão, không ngờ lại là một bản chiến đấu, huy mờ, chiến đấu vốn tốt a, bằng không GPS cao như vậy của nàng đánh không được trách, chẳng phải là lãng phí sao? Nàng ngược lại muốn nhìn xem, bốt lớn nhỏ của phó bản hậu cung này, chịu được mấy lần bạo lực của nàng. Thái y nghe nói ngủ công chúa ngất xỉu, ngược lại đến rất nhanh. Trên đường nghe Vân Du khóc kể lại chuyện này một lần, cũng cảm thấy từ tài nhân làm việc hoang đường, thân thể nguyên chủ vốn hư, mấy ngày trước rơi xuống nước cũng chưa khỏi hẳn thái y lại một mạch, đưa ra kết luận nàng kinh hách quá độ thân thể suy yếu, kê đơn thuốc, lại dặn dò tiêu lam ngày thường chú ý bổ sung trong chế độ ăn uống. Tiêu lam ngược lại muốn bổ sung, nhưng nghĩ đến chút thức ăn trong kho, lại rơi một trận lệ, chờ mọi người trong phòng lui xuống, nàng ngồi ở bên giường nắm tay lâm phi lộc nhẹ ngào không ngừng, là nương không tốt, nương không có bảo vệ tốt hưu nhi, lâm chim ngưỡng cũng đang khóc, vừa khóc vừa nói, đánh kẻ xấu. Đánh kẻ xấu, lâm phi lộc cảm thấy đầu hơi đau tiêu lam đột nhiên khiến cô nhớ đến một người bạn cùng phòng khi còn học đại học người lớn lên không tệ tính tình cũng tốt nhưng chính là yếu đuối tự ti gặp chuyện sợ chuyện bị khi dễ chỉ biết khóc ngay cả bạn trai bị cướp cũng không biết phản kháng trốn ở trong phòng ngủ khóc mấy ngày giống như là lỗi của mình vậy lâm phi lộc thật ra rất phiền người như vậy phiền thì phiền vẫn ra tay giúp cô một phen dễ dàng đoạt lấy bạn trai cũ của cô từ tay tiểu tam sau đó chia tay bỏ người, để cho Cặn Bả Nam cũng cảm nhận được một lần bị vứt bỏ thống khổ. Kỳ thật trên thế giới này cuối cùng vẫn là người như Tiêu Lam chiếm đa số, đại sự hóa chuyện nhỏ, cho rằng không tranh không cướp là có thể gió êm sóng lặng, làm cái gì cũng nhìn trước ngó sau, sợ gây chuyện. Bất quá điều này cũng bình thường, nếu như mỗi người đều là Lâm Phi Lộc, vậy thế giới này phỏng chừng đã sớm hủy diệt. Lâm Phi Lộc bình tĩnh từ trong miệng Tiêu Lam nói, "Mẫu phi vì sao phụ hoàng không thích chúng ta tiêu lam không nghĩ nhiều bởi vì ta không được sủng ái hại bệ hạ cũng không thích các ngươi lâm phi lộc lại hỏi mẫu phi lớn lên đẹp như vậy so với tỉnh tần nương nương còn đẹp hơn vì sao phụ hoàng không thích ngươi tiêu lam sửng sốt một chút vẻ mặt có chút hoảng hốt nàng cũng không phát hiện nữ nhi đang nói chuyện chỉ cho rằng đêm nay nàng bị kinh hách rất là ủy khuất một lát sau mới thấp giọng trả lời những chuyện này vốn không nên nói cho ngươi nhưng bây giờ như vậy, cũng không có gì để che giấu. Năm đó trước khi nương tiến cung, bản tâm có thuộc về, phía sau vào cung đối với phụ hoàng ngươi không cách nào ngụy trang, lại luôn bệnh nhiều, bệ hạ chê ta vắng vẻ không thú vị, liền dần dần không đến minh hoàng cung. Về sau, nguồn hố truyện hô com về sau sinh ra lâm chim viễn, vốn dựa vào đó mà tấn chức vị trí, từ thuộc nữ thăng thành quý nhân, nhưng theo hài tử lớn lên, dị thường dần dần hiện ra, hoàng đế không cách nào chịu đựng được chân long thiên tử của mình lại có nghi tử ngốc nghếch chán ghét cũng trách tội đến trên người tiêu lam trước đó tiêu lam tuy không được sủng ái nhưng hoàng đế thích nàng xinh đẹp ngẫu nhiên vẫn đến minh hoàng cung một lần cuộc sống cũng không khổ sở như bây giờ nhưng sau đó tiêu lam liền hoàn toàn thất sủng hoàng đế hận không thể mình không có đứa con trai này mắt không thấy làm ngơ dứt khoát quên đi sự tồn tại của hai mẹ con này khi đó tiêu lam đã mang thai ngũ công chúa lúc sinh thái y thông báo cho hoàng đế hoàng đế ngay cả liếc mắt một cái cũng không muốn nhi tử ngốc nghếch nữ nhi phỏng chừng cũng không khá hơn bao ni vô ích làm mất uy nghiêm hoàng gia tiêu lam thất sủng lại bởi vì ngốc nghếch trở thành trò đùa hậu cung ngay cả tiêu thị nhà mẹ cũng buông tha cho nàng bọn họ đưa nàng vào cung vốn là vì cầu tiền đồ hiện tại tiền đồ đều bị đứt chỉ viết thư cảnh cáo nàng chuyện đã đến nước này tuyệt đối không thể gây chuyện nữa liên lụy mẫu tộc cho nên nàng mới sống cẩn thận như vậy, cho dù nhà mẹ đã sớm vứt bỏ nàng, nàng chung quy cũng phải lo toàn bộ cha mẹ. Tiêu Lam đêm nay chịu kinh hách cũng không nhỏ, lúc đầu là trả lời Lâm Phi Lộc, sau đó dần dần biến thành hồi ức tự nói chuyện. Mấy năm nay nàng ở trong cung khổ sở như vậy, sao có thể không ủy khuất, chỉ là không thể làm gì được, đều nhịn mà thôi. Lâm Phi Lộc bình tĩnh nghe xong chuyện cũ này, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút muốn huyết sáo độ khó của phó bản này so với tưởng tượng của cô còn cao hơn, xem ra trước khi giết bốt, còn phải hướng dẫn vài NPC, lấy được bút tăng thêm ít bảo vệ tính mạng, như chúng ta đã biết, nợp cờ lớn nhất trong cung điện là hoàng đế, theo tình huống trước mắt, hướng dẫn hoàng đế có chút khó khăn, vậy thì lui mà cầu thứ hai, trước tiên hướng dẫn nhi tử của hoàng đế đi, lâm chim viễn xếp hàng lão lục, trước hắn, nàng có phải còn có mấy ca ca đến hay không? Cũng không biết mấy ca ca cùng cha khác mẹ này, bộ dạng có đẹp hay không? Ồ, đó không phải là vấn đề. Trọng điểm là, trước khi hướng dẫn tiểu NPC, nàng phải giết tiểu quái trước. Tiểu quái, từ tài nhân, từ tài nhân dám trắng trợn khi dễ người khác như vậy, cũng là ăn thấu tính cách của tiêu lam, căn bản không lo lắng nàng sẽ phản kích. Nàng mặc dù cũng không được sủng ái, nhưng với tư cách là cẩu cẩu của Nguyễn Quý Phi trong cung tập hợp muôn vàng sủng ái, luôn luôn cẩu ỷ nhân thế, tác quai tác phúc, đánh ngất ngủ công chúa nàng vẫn lo lắng sợ hãi nửa đêm cuối cùng hồng tụ điểm tỉnh nàng bệ hạ chỉ sợ ngay cả sự tồn tại của vị công chúa này cũng không biết nương nương còn lo lắng nàng đi cáo trạng sao sợ bệ hạ vừa nhìn thấy nàng sẽ nghĩ đến tên ngốc kia tức giận cũng không kịp đâu từ tài nhân vừa nghĩ là lý như vậy có gì phải lo lắng mình là vì giúp nàng trừ tà huống chi nàng còn cái gì cũng không kịp làm tiện nghi cho tiểu nha đầu kia nghĩ thông suốt điểm này nàng liền thả lỏng tâm đi ngủ Bất quá ngày hôm sau tỉnh lại, nàng vẫn phái hồng tụ đi thiên điện tìm hiểu tình huống, kết quả hồng tụ vừa ra khỏi cửa, đã bị Lâm Phi Lộc đứng ở trong sân hoảng sợ. Thiên điện chủ điện đối diện với cửa chính, vị trí gần cửa chủ điện có một cây lựu, sau khi vào thu rụng lá, cành lựu mầm trần trụi, Lâm Phi Lộc mặc một thân đỏ, sương mù buổi sáng còn chưa tan, nàng lẻ loi đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt nhỏ bé không có biểu tình gì, không chớp mắt nhìn chầm chầm cây lựu kia. Buổi sáng vốn đã vắng vẻ, nàng xuất hiện lặng yên không một tiếng động, hồng tụ bị dọa đến sặc, sau khi phản ứng lại vừa tức vừa sợ, đề cao thanh âm không vui nói, ngũ công chúa, ngươi đứng ở đó làm gì, cô bé giống như không nghe thấy cô, hoàn toàn không phát hiện ra cô, chỉ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn chầm chầm vào cây, hồng tụ theo ánh mắt của nàng nhìn qua, trên cây kia một mảnh lá cây cũng không có, có cái gì đẹp mắt, không nhịn được hỏi, ngũ công chúa. Ngươi nhìn cái gì? Lúc này Lâm Phi Lộc mới chậm rãi thu hồi tầm mắt lại, cô nhìn tay áo đỏ, cực kỳ chậm rãi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, trên đó có người, nụ cười kia âm trầm, phối hợp với lời nói của nàng, Hồng tụ trong nháy mắt lông tơ đứng ngược, hoảng sợ nhìn lướt qua cây lựu, vội vàng chạy về chủ điện, phanh một tiếng đóng cửa lại. Lâm Phi Lộc vén tóc xuống tóc vụn bị sương mù làm ướt, như không có việc gì xoay người trở về. Trong thiên điện Vân Du đang nói với Tiêu Lam, Tiểu công chúa nói muốn ngắm mặt trời mọc, sáng sớm đã ra sân chờ. Nhìn thấy cô ấy trở lại, cười nói, "Công chúa, mặt trời mọc có đẹp không?" Lâm Phi Lộc mím môi cười, "Đẹp quá." Thanh Yên bưng giỏ kim tuyến đi tới, cười nói, "Công chúa mặc màu đỏ thật đẹp, giống như tiểu tiên đồng trong tranh Tết vậy." Nương nương tay nghề cũng tốt, quần áo làm so với dệt thổ cẩm còn đẹp hơn, Vân Du thở dài nói, "Đáng tiếc năm nay phải có hai tấm lụa này." làm một bộ cho công chúa và lục hoàng tử thì không còn nữa, nương nương đã nhiều năm không mặc quần áo mới, tiêu lam vén dây, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái lại nhu hòa, ta không có gì đáng ngại, dù sao cũng không ra ngoài, ngược lại lộc nhi, luôn thích chạy ra ngoài, năm nay làm cho nàng một cái áo tròn đi, ấm áp, ba người phơi nắng thu dương làm công việc may vá, lâm phi lộc liền đi dạo xung quanh, quen thuộc địa hình, minh hoàng cung cũng không tính là lớn, hơn nữa nằm ở nơi hẻo lánh đường cung bên ngoài đều có chút bong tróc, có vẻ cũ nát, bò đầy dây leo héo rũ. so sánh chiêu dương cung yên tĩnh tráng lệ đường hoa thảo tươi tốt mà hôm qua đã đi qua, sự khác biệt thật sự là lớn. không vội vàng, sau này đều là của mình. lâm phi lộc nghĩ như vậy, vị chủ điện kia hẳn là bị dọa sợ, cả buổi sáng cũng không mở cửa. lâm phi lộc đi dạo minh hoàng cung xong, ăn cơm trưa uống thuốc, ra ngoài mở rộng bản đồ mới. hoàng tử công chúa ở trong cung hành động không bị hạn chế so với phi tần còn tự do hơn một chút tiêu lam luôn luôn không câu nệ nàng nhưng mỗi lần đều để cho thanh yên đi theo lần trước là bởi vì nàng sốt ruột đuổi theo diều bằng không cũng sẽ không rơi xuống nước lâm phi lộc vừa vặn không quen đường nắm tay thanh yên vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã làm rõ địa hình hậu cung này bản thân cô nhớ rất tốt nghe qua những thứ đã xem qua một lần sẽ không bao giờ quên nữa một đường đi tới trong đầu đã có bản đồ không gian huy không mờ Thanh Yên không biết mình bị nói chuyện, còn cao hứng công chúa hôm nay hoặc bác nhiều lời, sau khi xuyên qua hồ tâm đình chỉ vào cách đó không xa nói, công chúa muốn ăn hồng sao, phía trước chính là kim loan viên, muốn ăn nô tỳ hái cho ngươi. Lâm Phi Lộc gật gật đầu, hai người liền đi tới, vừa mới vào vòng, chợt nghe thấy bên trong truyền đến một trận huyên náo, một đám thái giám cung nữ vây quanh dưới một cây hồng cao lớn gấp đến độ xoay quanh, vội vàng hô to, tứ hoàng tử, ngươi mau xuống đi, ngã thì được như thế nào mau xuống đi muốn ăn cái ngươi trên cây nào phân phó một câu nô tài hái cho ngươi làm ơn ngươi xuống lâm phi lộc ngửa đầu nhìn lại trên cây treo đầy hồng quả nhiên đứng một nam hài cành cây trắng không thấy rõ bộ dạng chỉ thấy một thân hoa phục cẩm tú giống như một con khỉ nhảy lên trên cây thanh yên sắc mặt thay đổi thấp giọng nói công chúa chúng ta trở về đi ngày khác lại đến hái hồng thật vất vả mới gặp được một npc lâm phi lộc có thể buông tha nàng giống như ngây thơ hỏi ca ca ta là lục hoàng tử tứ hoàng tử kia cũng là ca ca ta sao thanh yên lôi kéo nàng lui sang một bên mới nói tứ hoàng tử là nhi tử của điêu phi nương nương thân phận cùng nương nương chúng ta không giống nhau tứ hoàng tử tính cách bướng bỉnh để cho hắn nhìn thấy công chúa sợ là muốn khi dễ ngươi mấy hoàng tử trong cung thuộc tứ hoàng tử lâm cảnh viên thích gây chuyện nhất vì thế không ít lần bị hoàng đế trách phạt nhưng hắn lại là người giống hoàng đế nhất trong tất cả các hoàng tử hoàng đế tự nhiên thiên vị mỗi lần đều là tiếng sấm mưa to một chút quen thuộc tính tình càng thêm ngang ngược nếu cùng hắn nổi lên xung đột người chịu thiệt khẳng định là tiểu công chúa thanh yên sốt ruột lâm phi lộc vẫn bình tĩnh như trước không phải là một đứa trẻ gấu đối phó với gấu hài tử có rất nhiều biện pháp chỉ cần thăm dò tính nết của nó nhằm vào npc tính cách khác nhau áp dụng chiến lược khác nhau đúng bệnh hạ dược thuận Tiện nhanh chóng, cô không vội vàng đi, đứng một bên âm thầm quan sát Lâm Cảnh Viên. Phàm là trà xanh đều có một kỹ năng của riêng mình, đó chính là nhìn người rất chuẩn, họ có thể dễ dàng nhận ra người là loại tính cách nào, những người ăn bất cứ điều gì để thiết lập và sau đó đầu tư vào những gì họ làm tốt, trẻ nhỏ đơn giản hơn và dễ nhận biết hơn người lớn. Lâm Phi Lộc quan sát nửa ngày, cảm thấy đứa nhỏ Lâm Cảnh Viên này tùy hứng quy tùy hứng, nhưng tâm nhãn không tính là xấu ngươi lấy hoàng đế địch phi đến áp chế hắn, hắn căn bản không để ý tới ngươi, trèo cây không nổi sức mạnh, nhưng nô tài dưới đây quỳ xuống bắt đầu khóc, hắn lại không kiên nhẫn nói, nếu phụ hoàng mẫu phi trách phạt, ta giúp ngươi cầu tình là được rồi, ngươi sợ cái gì? À, quả hồng đỏ nhất này được thưởng cho ngươi, điển hình ăn mềm không ăn cứng, hắn trèo lên cao nhìn xa, hái quả hồng xong hơi quay đầu lại, nhìn thấy bên hông vòng bên này có người đứng, lại nửa giấu ở phía sau cây không đi ra lúc này lớn tiếng nói, bên kia là ai, còn không cho bổn hoàng tử tới đây, thanh yên trong lòng lột bột, thầm nghĩ xong, chỉ có thể lôi kéo lâm phi lộc đi qua, nửa mắt cũng không dám nhìn lên trên, quỳ trên mặt đất dập đầu nói, nô tỳ đã gặp tứ hoàng tử, lâm cảnh uyên còn đứng trên cây, cúi đầu quan sát. Bên cạnh cung nữ kia là một tiểu cô nương, mặc một thân váy áo màu đỏ, tóc búi trâm nhu thuận, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, nàng an tĩnh đứng dưới tàn cây, len lén nhìn lên trên, ánh mắt thủy linh đối diện với hắn, sợ hãi cười, lại vài phần ngượng ngùng vài phần nhu thuận cúi đầu xuống, lâm cảnh Uyên từ trên cây nhảy xuống, ra vẻ uy nghiêm đánh giá cô, ngươi là ai, giọng nói của cô mềm mại, tôi là nai sừng tấm, nguồn hố truyện hô truyền com thái giám bên cạnh nhắc nhở, tứ hoàng tử, đây là ngũ công chúa, hoàng đế không nhớ thương, trong cung cũng rất ít nhắc tới vị công chúa này. Lâm Cảnh Uyên lại là người không để chính sự trong lòng, ngày thường chỉ lui tới trưởng công chúa cùng tam công chúa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có một vị ngũ công chúa hắn nhướng mày vậy ngươi là hoàng muội của ta ngươi ẩn ở đó để làm gì lâm phi lộc vụn trộn nước mắt lên ánh mắt đảo qua quả hồng đỏ trên tay hắn miếng môi nuốt nước miếng chần chờ lại nhỏ giọng nói tôi muốn ăn hồng nói xong lại nửa ngước mắt nhìn hắn sợ hãi hỏi được không lông mi nàng sinh ra vừa dài vừa dày làm nổi bật đôi mắt ngập nước giống như nhuộm một tầng hơi nước, khiến lòng người sinh lòng thương tiếc. Lâm Cảnh Uyên lúc này không được, vô cùng hào phóng vung tay lên, đương nhiên có thể. Có gì không thể? Hắn nói với Thái Giám bên cạnh, đem hồng ta vừa hái cho nàng, Thái Giám vội vàng đưa sòng lên, ánh mắt Lâm Phi Lộc sáng ngời, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ ra nụ cười vui vẻ, đưa tay đón, nhưng bởi vì sọc trúc quá nặng, thân thể lão đảo, Lâm Cảnh Uyên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không vui nói, gọi ngươi cung nữ lấy thanh yên từ khi tới đây vẫn quỳ sợ chọc giận tứ hoàng tử thế nào cũng không nghĩ tới chuyện cuối cùng lại là hướng đi này lập tức tiếp nhận sụt tre lui sang một bên bàn tay nhỏ bé của lâm phi lộc cổng nhau nghiêng đầu cười ngọt ngào với lâm cảnh uyên ánh nắng mùa thu xuyên qua hồng xuyên qua hồng rơi xuống giống như rơi đầy má lúng đồng tiền của cô vừa ấm áp vừa ngọt ngào cảm ơn anh út lâm cảnh uyên bị cô cười đến có chút ngượng ngùng hắn quen với điêu hoa của trưởng tỷ cùng tam tỷ ngang ngược, hơn nữa mẹ hắn điêu phi cùng nương huệ phi của trưởng công chúa không đối phó, hắn kỳ thật cũng rất không thích vị trưởng tỷ kia của mình, càng đừng nói đến tiểu ám tam tỷ của trưởng tỷ, nhưng ngũ công chúa chưa từng thấy qua lại hoàn toàn không giống, nhu nhu yếu ớt, cười rộ lên xinh đẹp lại đáng yêu, muốn ăn hồng lại sợ hãi, quả thực kích thích dơ xê vọng bảo hộ của tiểu nam tử hắn hắn tăng vọt. Lâm Phi Lộc nghĩ đến cái gì, đem một đóa hải đường vừa hái ở ngự hoa viên lấy ra trong ngực nghiêm túc đưa qua mẫu phi nói tới mà không qua phi lễ cũng được ca ca tặng ta quả hồng ta đem đóa hải đường cánh nặng này đưa cho ngươi hải đường cánh nặng ngụ ý may mắn rất hiếm nói xong lời cuối cùng cô lưu luyến nhìn thoáng qua hoa hải đường sau đó dứt khoát đặt vào tay lâm cảnh viên bông hoa đặt trong lòng cô một thời gian cánh hoa nhuộn nhiệt độ cơ thể của cô đặt ở lòng bàn tay anh mềm mại và ấm áp Ai lâm cảnh nguyên đỏ bừng a à, cái gì tuyệt thế tiểu đáng yêu một bông hoa may mắn hiếm hoi như vậy đã được tặng cho tôi như vậy rõ ràng mình cũng rất luyến tiếc bộ dáng lại một chút cũng không do dự lâm phi lộc tặng hoa xong vẫy tay với anh ngọt ngào nói anh ơi tạm biệt cô đi theo thanh yên ra ngoài lúc đi tới vòng lại len lén quay đầu lại cười về phía lâm cảnh nguyên từ xa cách nửa tất mặt trời thu hồng hồng cả sân nụ cười kia ba phần ngượng ngùng bảy phần nhu thuận quả thực muốn đem trái tim hắn đều cười hóa, đi xa, ra khỏi một thân khói xanh mồ hôi lạnh mới rốt cục thở vào nhẹ nhõm, nhìn quả hồng trong tay, lại nhìn tiểu công chúa bên cạnh như không có việc gì xảy ra, vẫn nhịn không được hỏi, "Công chúa, trọng cánh hải đường thật sự ngụ ý may mắn sao?" Nô tỳ sao chưa từng nghe nói qua, Lâm Phi Lộc không trả lời, chỉ nở nụ cười, "Chưa từng nghe qua là đúng rồi." Cô ấy thuận miệng, quả hồng trong sụp nặng trịch, vừa to vừa đỏ. Năm xưa các nàng không lấy được nhiều hồng như vậy, chỉ là ngẫu nhiên hái một hai cái giải khác, trong cung quy cũ nhiều, đặc biệt là tình cảnh của Tiêu Lam càng phải cẩn thận vạn sự, tuyệt đối không thể bởi vì ăn uống mà lưu lại lời nói, nhưng hôm nay quả hồng này là tứ hoàng tử thưởng, chừng có mấy chục cái, không chỉ có thể mở rộng bụng ăn, vỏ hồng có thể phơi khô trộn lạnh, ăn không hết có thể ướp làm hồng, tiểu công chúa cùng lục hoàng tử tiếp theo lễ miệng cũng có thanh yên cũng không cảm thấy hôm nay công chúa nhà mình có chỗ nào không đúng ngược lại cảm thấy tiểu công chúa đáng yêu như vậy quả nhiên là người bình thường sẽ rất thích trên đường trở về đi qua một hàng rừng quốc lâm phi lộc quan sát hai mắt không biết nghĩ đến cái gì dừng bước nói với thanh yên tôi muốn đi hái mấy quả quyết thanh yên nói ở đây trồng quyết thu là dùng để ngắm cảnh trái cây ăn không được rất chua lâm phi lộc không nghe cô tôi muốn hai cái thanh yên cũng không khuyên nữa cùng cô đi hái mấy quả quyết nhỏ dầu mỡ xanh, vừa nhìn đã chua xót đến hoảng hốt. Lâm Phi Lộc gói quyết vào tay áo mình, sau đó mới một đường trở về Minh Hoàng Cung. Tiêu Lam và Vân Du còn đang làm công việc may vá trong sân, nhìn thấy một quả hồng mà Thanh Yên nhắc tới, sắc mặt thay đổi, đang muốn trách cứ nàng, Thanh Yên đã vui mừng kể lại chuyện vừa rồi. Tiêu Lam nghe xong có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phi Lộc đang ngồi sổn trong sân cùng Lâm Chim Viễn móc tổ kiến, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Cảm thấy đại khái là tứ hoàng tử hôm nay tâm tình tốt mới thưởng cho các nàng, phân phó thanh yên đi bóc hồng cho hai đứa nhỏ ăn. Lâm Phi Lộc ôm quả hồng ngọt ngào ngồi ở cánh cửa từng ngụm từng ngụm gặm, nhìn chính điện đối diện đóng chặt đại môn. Vừa rồi nghe Vân Du nói chuyện phiếm với Tiêu Lam, đối diện đến bây giờ vẫn chưa mở cửa, Lâm Phi Lộc rất hài lòng với phản ứng của đối phương. Nàng bất quá là nói một câu trên cây có người liền bị dọa thành bộ dáng này, vậy nàng lần này bố trí phương hướng kế hoạch xem như đúng rồi buổi chiều, chính điện cửa lớn mới chậm rãi mở ra một khe hở, tà dương chiếu khắp viện, cũng rắc đầy cây lựu trần trụi kia, từ tài nhân được hồng tụ đỡ, đầu tiên là có chút né tránh nhìn lướt qua cây lựu, sau đó không chớp mắt đi ra ngoài, bước chân vội vàng, lâm phi lộc ngồi ở cánh cửa nhìn chầm chầm cô, từ tài nhân nhìn về phía cô hai mắt, cảm giác tiểu nha đầu này giống như đang nhìn mình, lại giống như đang nhìn cái gì khác, tà môn rất. Gần chạng vạn cô mới trở về, Lúc đó Lâm Phi Lộc đã ăn cơm tối xong, cùng Lâm Chim Viễn ở trong sân chơi trò chơi đạp bóng, từ tài nhân vừa tiến vào, hai đứa nhỏ hi hi ha ha đều dừng lại. Ở trong mắt Lâm Chim Viễn đó là người xấu, mẫu phi nói qua, muốn cách xa người xấu một chút, lôi kéo muội muội liền chạy về, Lâm Phi Lộc lại bất động, cứ sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, không chớp mắt nhìn cô. Từ tài nhân sinh tức giận, đi nhanh hai bước liền muốn đi qua giáo huấn cô, đến gần mới phát hiện Lâm Phi Lộc nhìn hình như không phải cô, mà là sau lưng cô, nàng chợt quay đầu lại, phía sau trống rỗng, lúc quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phi Lộc có chút sợ hãi rụt về phía sau, đôi mắt to vẫn nhìn chầm chầm vị trí sau lưng cô, toát ra nỗi sợ hãi không chút che giấu, từ tài nhân đột nhiên cảm thấy lưng rất lạnh, trèo lên một tầng mồ hôi lạnh, làm cho người ta sợn tóc gáy, Hồng Tụ cũng phát hiện, to gan lớn tiếng nói, vũ công chúa, ngươi đang nhìn cái gì? lần này Lâm Phi Lộc không trả lời cô, giống như cực kỳ sợ hãi, túng lấy tay Lâm Chim Viễn xoay người chạy về thiên điện, cũng không quay đầu lại một chút, ba một tiếng đóng cửa lại, chân từ tài đều mềm nhũng, rõ ràng phía sau không có gì, nhưng nàng lại không dám quay đầu lại nhìn một cái, được Hồng Tụ đỡ đi về chính điện, vừa mới vào phòng liền lãng què trên giường, Hồng Tụ cắn răng khắc chế phát trung thanh âm, nương nương, nha đầu kia tà môn rất, không cần để ý tới nàng. Từ tài nhân sắc mặt tái nhợt, cho dù vào phòng, vẫn cảm thấy lưng rất lạnh, giống như có người thổi vào cổ cô, nổi da gà từng đợt từng đợt, cứng rắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, thừa dịp Cao Tăng trong tỉnh hoàng cung còn chưa đi, ngày mai nhất định phải đi mời Cao Tăng xem một chút. Sau khi trời tối, ba ngày thời tiết rực rỡ mùa thu đột nhiên thay đổi, sau khi cuồng cuộn sấm sét, mưa lớn liền rơi xuống, lạch cạch đánh vào mái hiên lá cây, ầm ĩ đến phiền phức không thôi. Từ tài nhân vốn lo lắng sợ hãi, sấm chớp này càng không ngủ được, không biết trằn trọc trên giường bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mưa truyền đến tiếng rắc rắc. Từng chút một, không vội không chậm, đứt quãng vang lên trong đêm mưa, lúc đầu nàng còn nghi ngờ là mình nghe lầm, không lâu sau Hồng tụ trưởng đèn tiến vào, nói với nàng: "Nương nương, bên ngoài hình như có người đang gõ cửa, trễ như vậy, lại mưa to, chẳng lẽ quý phi nương nương bên kia có việc gấp gì?" trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện loại tình huống này từ tài nhân không dám trì hoãn lúc này phân phó hồng tụ đi mở cửa một cung nữ lục châu khác thì hầu hạ nàng rời giường mặc quần áo vừa mới mặc được một nửa đột nhiên nghe bên ngoài kêu thảm thiết một tiếng đúng là thanh âm hồng tụ từ tài nhân ngón tay cứng đờ nói với lục châu ngươi mau đi xem lục châu đắc lệnh chạy ra ngoài không lâu sau lại kêu thảm thiết một tiếng tiểu thái giám canh đêm cũng tỉnh lại từ tài nhân sắc mặt trắng bệch cố nén sợ hãi, nói với tiểu thái giám, theo bổn cung đi xem một chút, hai người một đường nhanh chóng đi tới cửa chính điện, huy. Không mờ, tay áo đỏ choán váng trên mặt đất, lục châu nửa quỳ gối bên cạnh nàng, cũng là một bộ dáng dọa cho choán ván, từ tài nhân ánh mắt ở trên người các nàng, không chú ý bên ngoài, thẳng đến tiểu thái giám bên cạnh rung giọng nhắc nhở, nương nương. Ngươi nhìn bên ngoài, từ tài nhân ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thiểm điện lăng không bổ xuống, Chiếu sáng cây lựu trần trụi ở cửa chính điện, trên cành cây treo một sợi dây thường treo lơ lửng, bị gió mưa thổi đến lão đảo, giống như có thứ gì đó không nhìn thấy ở giữa không trung bay tới đi lui. Từ tài nhân chỉ cảm thấy tim ngừng đập, thét chói tai thành tiếng, đóng cửa. Đóng cửa lại, chính điện đại môn phanh một tiếng bị đóng lại, bên trong truyền đến thanh âm quỷ khóc sói. Không biết qua bao lâu, cửa thiên điện lặng lẽ mở ra. Lâm Phi Lộc mang theo một cái ghế đội mưa to như không có việc gì đi tới dưới gốc cây lựu, dẫm đạp ghế lấy dây thường xuống, sau đó lại như không có việc gì đi về, trời vẫn còn mưa. Thanh Yên và Vân Du và Tiêu Lam tình như chị em, mấy năm nay nương tựa lẫn nhau, Tiêu Lam không coi các nàng là nha hoàng, cũng không để cho các nàng canh đêm như các cung nữ khác. Lâm Phi Lộc tự mình ngủ một phòng, tiếng mưa che giấu động tỉnh ra vào của cô, sau khi trở về phòng thay quần áo, không có việc gì lên giường tiếp tục ngủ. Sáng sớm hôm sau, đối diện liền náo nhiệt hẳn lên lúc thì là cao tăng lúc thì là thái y chủ tử sốt nói nhảm còn chưa tính hạ nhân bên cạnh cũng tất cả đều bị dọa bệnh trên giường ngay cả người hầu hạ cũng không có ngày thường từ tài nhân cẩu cẩu chân rất ân cần nguyễn quý phi nghe nói việc này còn gọi hai người tới hỗ trợ chủ điện bị bệnh phi tần thiên điện tự nhiên không thể không quan tâm tiêu lam cũng mang theo khói xanh đến thăm lâm phi lộc đi theo từ tài nhân nửa dựa vào giường uống thuốc vừa nhìn thấy cô, sau lưng lại bắt đầu rét trung, nàng sợ tới mức không nhẹ, cả người trong một đêm liền tiều không ít, uống thuốc xong lại ngủ, trong điện người tới người đi, bưng nước bưng thuốc đều có, ai cũng không chú ý Lâm Phi Lộc rắc một chén nước đường lên mặt đất trước giường từ tài nhân, bởi vì từ tài nhân rét run trong phòng đốt thang, nhiệt độ rất cao, nước đường rắc không lâu liền khô, một chút dấu vết cũng nhìn không ra, giữa trưa, Nguyễn Quý Phi sai người đến hỏi tình hình của từ tài nhân. Cung nữ bên cạnh Nguyễn Quý Phi đẩy cửa phòng ra gần, liền sợ tới mức thất thanh thét chói tai, mọi người bên ngoài đều chạy tới, cung nữ hoa dung thất sắc, sâu. Rất nhiều lỗi, mọi người lúc này mới nhìn thấy, trước giường từ tài nhân bò đầy sâu kiến, rậm rạp chằn chịt, nhìn thấy người nổi da gà rất xuống đất, người vây xem vừa khẩn trương vừa sợ hãi, nghị luận sôi nổi, từ tài nhân quả thật là đụng tà đúng không? cao tăng không phải đã niệm kinh rồi sao, có vài thứ oán khí quá nặng, ai biết vị kia phạm qua nghiệp gì, chúng ta làm xong việc vẫn là nhanh một chút đi thôi, chuyện trong cung của các nàng, để cho các nàng tự mình giải quyết, cung nữ của Nguyễn Quý Phi sợ tới mức không nhẹ, vội vàng nhìn thoáng qua liền lập tức trở lại Vân Hy Cung, đem việc này hồi bẩm cho Nguyễn Quý Phi, trong cung một hoàng hậu hai Quý Phi, Nguyễn Quý Phi làm nữ nhi của tả tướng, thế lực nhà mẹ khổng lồ, từ khi vào cung đã thịnh sủng không ngừng nàng phái người đi quan tâm từ tài nhân cũng không phải đối với nàng có bao nhiêu để ý mà là trong cung đều biết từ tài nhân là của nàng bên kia xảy ra chuyện không quan tâm sợ các phi tần khác đối với nàng hàng tâm không đầu nhập nữa bây giờ nghe cung nữ hồi báo như vậy khiếp sợ không giấu được chán ghét bổn cung nhân chí nghĩa tận sau này đừng để nàng vào vân hy cung của bổn cung nữa xúc phạm từ tài nhân thất sủng nhiều năm lại chưa sinh con ở trong cung mấy năm nay toàn bộ dựa vào nguyễn quý phi mới đứng vững nàng làm người kiêu ngạo lại tâm ngoan thủ lạc lúc trước vì thu hoạch được sự tín nhiệm của nguyễn quý phi trên tay cũng dính qua mạng người hiện giờ mất đi che chở kết cục tương lai có thể tưởng tượng được hiện giờ từ tài nhân còn đang bệnh cũng không biết tất cả nàng phát sốt còn gặp ác mộng nửa mơ nửa tỉnh trong lúc khác tỉnh mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy bên giường mình nằm sấp một người từ tài nhân sợ tới mức thất thanh thét chói tai lại bởi vì cổ họng quá khô chỉ phát ra khàn khàn hét nhẹ bên giường là lâm phi lộc trong phòng không thắp đèn chỉ có đèn cung đình trên mái hiên thấm vào vài tia sáng nàng nửa quỳ thấy nàng tỉnh chậm rãi cuối người nằm sấp xuống ghé vào bên tai nàng thấp giọng nói tài nhân nương nương nàng nói nàng đang chờ ngươi từ tài nhân hoảng sợ mở to mắt mồ hôi to bằng đậu nành từ trán lăn xuống lâm phi lộc nở nụ cười từ trên giường nhảy xuống cầm lấy tấu chương lửa bên cạnh xoay người thân thiết hỏi tài nhân nương nương ngươi sợ sao nếu sợ hãi tôi giúp ngươi thắp sáng từ tài nhân khàn giọng thét chói tai hồng tụ tay áo màu đỏ hồng tụ tối hôm qua bị dọa ngất đi bệnh còn nghiêm trọng hơn từ tài nhân nhưng nghe thấy từ tài nhân gọi nàng vẫn cố gắng chống đỡ đi tới từ tài nhân hữu khí vô lực nói đuổi nàng ra ngoài hả cô ấy ra nguồn hố truyện hô com tay áo đỏ lấy lại tinh thần, ngủ công chúa, làm ơn đi, lâm phi lộc nhảy nhót chạy ra ngoài, từ tài nhân nhớ tới lời nói vừa rồi của nàng, mồ hôi không ngừng, sợ hãi nói, hồng tụ, thắp đèn lên, thắp sáng một chút, hồng tụ theo lời thắp đèn nến, ánh sáng tràn ngập phòng, nỗi sợ hãi của từ tài nhân rốt cục mới tiêu tán một chút, hồng tụ gọi nước ấm giúp cô lau mồ hôi, lại đi sắc thuốc cho cô, từ tài nhân nửa dựa vào giường nghỉ ngơi, tầm mắt tùy ý xẹt qua ngọn đèn, đột nhiên dừng lại, trên lồng đèn sạch sẽ trống rỗng, đang chậm rãi có chữ hiển lộ, cô cho rằng mình hoa mắt, nhắm mắt lại, lại dụi dụi mắt, lại nhìn kỹ, chữ viết màu nâu xuất hiện trên không đã càng ngày càng rõ ràng, trên đó xuyên tạc viết bốn chữ, tôi đang chờ ngươi, từ tài nhân lần này ngay cả thét chói tai cũng không phát ra, hai mắt lật một cái triệt để ngất đi. Chờ hồng tụ sắc thuốc xong trở về, chính điện lại một trận người ngửa ngựa lật, mà lúc này trong thiên điện, lâm phi lộc đã trở về phòng mình từ trong lồng tay áo lấy ra một cây bút lông trên bàn bên cửa sổ đặt mấy quả quýt chua hôm qua cô hái bị vắt khô nước đặt ở trong chén nhỏ lâm chim viễn không biết cái gì chạy đến phòng nàng cầm quất tử cắn hai miếng ngũ quan đều bị axit biến dạng thè lưỡi chua này lâm phi lộc sờ sờ đầu hắn đây không phải là dùng để ăn lâm chim viễn giống như một đứa bé tò mò không ăn làm gì lâm phi lộc cầm tờ giấy trắng dùng bút lông thấm nước cam màu vàng nhạt trong bát vẽ một khuôn mặt tươi cười trên giấy giấy trắng rất nhanh bị thấm ướt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy lâm chim viễn trông mong nhìn lâm phi lộc cầm giấy trắng đến bên cạnh ngọn nến ở đầu giường vẫy vẫy tay với hắn nào cho ngươi xem vui vẻ lâm chim viễn vui vẻ chạy tới nhìn muội muội mình đem giấy trắng tới gần ngọn nến chậm rãi nướng trên tờ giấy trống lộ ra một khuôn mặt tươi cười ông vui vẻ vỗ tay vẽ có một bức tranh Tiêu Lam bưng nước nóng đi vào, cười dặn dò, Lộc Nhi, đừng dẫn ca ca chơi đùa với lửa, Lâm Phi Lộc Nhu Thuận đáp một tiếng, xé giấy trắng thành từng mảnh, cùng với quốc tử ném đi, ngày đó, từ tài nhân liền một bệnh không dậy nổi, cung nữ thái giám trong chủ điện đều dần dần chuyển biến tốt đẹp, chỉ có tình huống của nàng càng ngày càng nghiêm trọng có đôi khi thậm chí có chút điên điên khùng khùng. Mất đi sự che chở của Nguyễn Quý Phi, lúc trước có thù báo thù có oán báo oán, đúng là so với tiêu lam còn không bằng, người trong cung đều nói nàng gây nghiệp quá nhiều bị báo ứng, ngay cả Nguyễn Quý Phi cũng có chút sợ hãi, sợ liên lụy đến trên người mình, vụng trộm sao chết kinh Phật một thời gian dài, không có từ tài nhân làm yêu, cuộc sống thiên điện rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, ít nhất phần lợi ích có thể tự mình đi nhận được toàn bộ, Lâm Phi Lộc cuối cùng cũng có thể sống qua ngày nào cũng có thể ăn thịt, chỉ là sinh chuyện này. Trong cung đối với Minh Quân Cung cũng có chút kiên dè, cung điện vốn vắng vẻ xa xôi, càng lúc càng không có người tới. Vân Du còn có chút lo lắng cho chuyện này, mọi người đều nói Minh Hoàng cung này không sạch sẽ, nàng cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Tiêu Lam ngược lại không cho là đúng, đấm Phật Châu nói, không làm chuyện thiệt thòi, không sợ quỷ gõ cửa, cứ an tâm đi, nàng vốn thích thanh tĩnh, vô dục vô cầu. Tâm nguyện duy nhất chính là hy vọng hai đứa nhỏ có thể bình an lớn lên, hiện tại tình huống như vậy, đang thuận theo ý của nàng bất quá chỉ là thuận theo ý của nàng mà thôi, đối với Lâm Phi Lộc mà nói, đây chính là giết tiểu quái, khởi động mà thôi, cô tính toán thời gian, cảm thấy mình đã đánh một phần ba độ hảo cảm của mình nên sắp tới cửa rồi, quả nhiên, không quá mấy ngày, nàng đang ở trong sân cùng Lâm Chim Viễn Đá Cầu chơi đùa, buổi chiều yên tĩnh, bên ngoài tường cung loan lỗ truyền đến tiếng bước chân dần dần đến gần, còn theo đó một loạt tiếng hô lo lắng, tứ hoàng tử. Thưa ngài, ngươi đừng chạy, chờ nô tài. Nơi đó không thể đi được, chỉ nghe một thanh âm ngạo kiều không vui nói, trong cung này còn có chỗ bổn hoàng tử không đi được sao, thanh âm đã gần cửa, thái giám rốt cục đuổi kịp chủ tử, túng lấy hắn đau khổ cầu xin, điện hạ không thể. Minh Nguyệt cung này náo loạn tà từ, suyệt, không thể đi vào a. lâm cảnh uyên là người có thể nghe lời. Ngươi càng nói không thể đi, hắn càng muốn đi, lúc này một trưởng đẩy cửa sải bước đi vào bên trong lâm phi lộc còn đang cùng lâm chim viễn đá cầu. Mặt trời mùa thu nhạt nhẽo, khi xuyên qua những đám mây rơi xuống, chỉ còn lại một tầng kim quang mỏng manh. Trên đỉnh đầu có hai tiểu cô nương níu kéo mặt một thân váy áo màu hồng nhạt, liền lồng trong ánh sáng này, khéo léo cười thản nhiên đá cầu, thân ảnh nhỏ nhảy dựng lên, linh động lại đáng yêu. Lâm Cảnh Nguyên cảm giác mình đột nhiên hiểu được câu tỉnh như sự nữ động như thoát thỏ, hắn bất mãn quát lớn thái giám, ngũ hoàng mùi ta giống như tiểu tiên nữ, nơi có nàng chỉ có tiên khí không có xương Tổ nô tài lại nói bậy, ta không tha được ngươi, Lâm Phi Lộc nghe thấy thanh âm của hắn, ngẩng đầu nhìn, dáng người vừa rồi còn linh động dừng tại chỗ, Biện tử rơi trên mặt đất, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa, hai bàn tay nhỏ bé có chút luống cúng quẳng trước người, trong đôi mắt to ngập nước lại lộ ra kinh hỉ lấp lánh, Lâm Cảnh viên đi vào, hứng thú hô to tiểu lộc, cô ngượng ngùng miếng môi cười rộ lên, lộ ra lúng đồng tiền ngọt ngào, Giống như rất vui vẻ anh còn nhớ rõ tên cô, ngoan ngoãn nhìn anh càng ngày càng gần, chờ anh đi tới trước mặt mình nhặt cây cầu kia lên, mới ngửa mặt nhỏ nhắn mềm nhũng hô một tiếng, "Anh Cảnh Uyên", Tứ hoàng tử điện hạ bị một câu vừa mềm vừa ngọc Cảnh Uyên ca ca kêu đến sắp tìm không thấy đông nam tây bắc, nói đạo lý, từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa từng có ai gọi hắn như vậy, các nô tài đều gọi điện hạ, trưởng bối đều gọi là uy nhi hoặc là đại danh. Các công chúa hoặc là gọi tứ hoàng huynh hoặc là gọi tứ hoàng đệ, hôm nay mới biết được, thì ra còn có thể hô như vậy. Nghe có vẻ đặc biệt thân thiết, thập phần thuận tai, Lâm Phi Lộc nhận lấy cây cầu hắn nhặt lên, nhu thuận hỏi, anh cảnh viên, sao ngươi lại tới đây? Lâm cảnh viên từ trong ngực lấy ra một đóa hoa hải đường héo rũ. Lúc hắn tìm tới hợp tình hợp lý, hiện tại trước mặt ngũ hoàng Muội lại có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu mới nói, đây là ngươi tặng ta trọng cánh hải đường mấy ngày nay ta vẫn để cho cung nữ dưỡng dục tốt, nhưng vẫn là sắp tạ ơn. Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt, vương một ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chọc cánh hoa, giống như suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng đầu cười nói với hắn, không sợ, ta có biện pháp, cô ấy đưa tay giữ ngón tay anh ta, đi với tôi. Lâm Cảnh Nguyên nhìn đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình, ho khan một tiếng, che giấu sự cuộn bách của mình, chuyển đề tài nhìn Lâm Chim Viễn vẫn ngây ngốc đứng bên cạnh, hắn là ai, bước chân Lâm Phi Lộc dừng lại, nắm tay hắn cũng chậm rãi rụt trở về, cô giống như có chút sợ hãi, hơi vùi đầu, giọng nói nho nhỏ, là anh trai tôi, anh ấy tên là Lâm Chim Viễn, Lâm Cảnh Viên thốt lên, hằng ngốc kia, nói xong liền có chút ảo não, vừa nhìn Lâm Phi Lộc, trên mặt cô quả nhiên lộ ra vẻ mặt bị thương, vùi đầu thấp hơn, ngay cả hai cái nhéo nhéo nhỏ trên đầu giống như đều yểu xuống, thanh âm có chút buồn bực, khóc lóc đáng thương, ca ca không phải kẻ ngốc, anh ấy chỉ là sinh bệnh. Lâm Cảnh Uyên hối hận trong lòng, Lâm Phi Lộc nói xong, cẩn thận ngẩng đầu đánh giá thần sắc của hắn một chút, vương hai ngón tay mềm nhũng kéo góc áo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, cực nhỏ giọng hỏi, anh Cảnh Uyên, ngươi cũng sẽ chán ghét anh trai tôi như người khác sao, Lâm Cảnh Uyên lúc này lớn tiếng bày tỏ lập trường, đương nhiên là không. Hắn vừa là ngươi ca ca, tự nhiên cũng là hoàng huynh ta. Nó bao nhiêu tuổi, Lâm Phi Lộc lúc này mới khôi phục nụ cười ngọt ngào, anh trai năm nay 7 tuổi. Lâm Cảnh Nguyên kiêu ngạo nâng cầm lên, ta lớn hơn hắn một tuổi, vậy ta chính là hoàng huynh của hắn. Hắn là lục đệ của ta, ta làm sao có thể ghét hắn, Lâm Phi Lộc hai mắt sáng lấp lánh, tay còn nắm lấy gốc áo anh, vừa mềm vừa ngọt ngào nói, anh Cảnh Nguyên thật tốt, là người tốt nhất mà tôi từng gặp, Lâm Cảnh Nguyên đẹp đến mức thiếu chút nữa lên trời, ba người cùng nhau đi về phía thiên điện, tiểu thái dám đi theo tới vẻ mặt buồn bã, tứ điện hạ lâm cảnh uyên quay đầu lại trừng mắt nhìn anh một cái ngươi không được đi theo trong thiên điện viện tiêu lam vẫn làm công việc theo thù may vá với vân yên như trước chợt nhìn thấy nữ nhi cùng tứ hoàng tử tay trong tay đi vào mọi người trong viện đều sợ tới mức không nhẹ lâm phi lộc nói mẫu phi tứ hoàng huynh đến tìm con chơi lâm cảnh uyên vung tay lên các ngươi bận các ngươi không cần hầu hạ mấy người hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn ngồi trở về nhìn ba đứa nhỏ chạy vào phòng Huy, cờ mờ, vừa vào phòng, Lâm Cảnh Nguyên liền trách không vui hỏi, ngươi vì sao không gọi tôi như vừa rồi, Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm, cố gắng cậm chân kề sát vào tai anh, dùng giọng nói nhỏ nhắn mềm mại nói, đó là bí mật của chúng ta nha, Lâm Cảnh Nguyên, a, à. không thể lần nữa. Căn phòng nhỏ của Lâm Phi Lộc thập phần đơn giản, không có nửa điểm trang trí dư thừa, so với điện trường Minh Hắn ở quả thực giống như một khu ổ chuột, nhưng Thắng ở trong sạch sẽ, trong phòng còn có hương thơm ngọt ngào độc đáo thuộc về cô bé, không ngấy, thanh ngọt thanh ngọt, thừa dịp hắn quan sát tham quan, Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói với Lâm Chim Viễn, ca ca, đi lấy mấy quả hồng tới đây, Lâm Chim Viễn tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng đối với muội muội nói gì nghe nấy, lập tức chạy ra cửa lấy hồng. Lâm Phi Lộc thì đi tới trước giá sách, dẫm lên ghế trèo lên, chọn một quyển sách đi ra, những quyển sách này đều là tiêu lam lúc tiếng cung mang vào, năm đó nàng ở trong kinh cũng có danh tài nữ chỉ tiết hiện giờ lưu lạc thâm cung những quyển sách này đều bị nàng lật đến hơi cũ đặt trên giá sách tích tro nàng chọn một quyển luận ngữ sau khi xuống lấy hoa hải đường trong ngực ra bỏ vào trong trang sách khép lại quyển sách đè ép lâm cảnh nguyên tò mò nói đây là làm cái gì vậy lâm phi lộc đưa sách cho hắn đem hoa hải đường làm dấu trang cho dù héo úa cũng sẽ không héo úa may mắn cũng sẽ vĩnh viễn phong tồn ở nơi này đây là lần đầu tiên lâm cảnh quyên nghe được câu nói này cảm thấy ngũ hoàng muội của mình quả nhiên không giống người thường hắn luôn luôn chán ghét đọc sách nhìn thấy sách liền đau đầu vì thế không ít lần bị phụ hoàng mẫu phi mắng nhưng giờ phút này lại khẩn cấp tiếp nhận quyển luận ngữ này lật xem trang hoa hải đường kia xem xét lại cúi đầu ngửi một chút yêu thích không buông tay nhét vào trong ngực lâm chim viễn rất nhanh liền cầm quả hồng tới dùng quần áo của mình quọt lạch cạch chạy đến trước mặt muội muội hồng Lâm Phi Lộc chọn người lớn nhất và đỏ nhất đưa cho Lâm Cảnh Uyên, "Anh Cảnh Uyên, ăn hồng." Lâm Cảnh Uyên nhìn hai cái, nhíu mày hỏi, "Đây là quả hồng ngày đó tôi tặng ngươi." Đã lâu như vậy rồi, sao còn giữ lại? Lâm Phi Lộc trông mong, có thể ăn rất lâu. Lâm Cảnh Uyên nhìn thấy Lục Đệ của mình đứng bên cạnh nhìn chầm chầm quả hồng nuốt nước miếng. Mấy ngày trước hắn từ chỗ cung nữ thái giám hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến Ngũ hoàng muội, biết mẫu phi nàng không được sủng ái nàng là công chúa khẽ nói nhẹ, nhưng thật sự không nghĩ tới nàng sống nghèo khó như thế, ngay cả hồng cả vườn này cũng phải tiết kiệm ăn uống, nhìn ngũ hoàng muội mảnh khảnh, lại nhìn căn nhà tồi tàn này, nhất thời dê xê vọng bảo hộ bừng bừng, hắn không muốn quả hồng kia, ngược lại đưa cho lâm chim viễn, lục đệ ăn đi, lâm chim viễn cao hứng không được, cầm lấy liền gặm, lâm cảnh viên thì đi ra cửa, gọi tiểu thái giám ngoài cửa kia, khang an, ngươi lại đây. Khang An đang sốt ruột đi tới đi lui ở bên ngoài, nghe chủ tử gọi anh, lập tức đi tới. khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Cảnh Uyên có chút nghiêm túc, thấp giọng thì thầm với anh hai câu. Khang An nghe xong tiếng ai ai thỉnh cầu, nô tài đi làm, điện hạ cũng theo nô tài đi thôi. nguồn hố truyện ho trinh com. hắn cao lãnh ngẩng đầu lên, ngươi mà đi, bổn hoàng tử còn muốn dẫn ngũ hoàng muội đi du hồ câu cá. chủ tử luôn luôn nói một không hai, Khang An bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trước. nghe nói hai đứa nhỏ muốn ra ngoài chơi tiêu lam cũng không yên tâm vốn để thanh yên đi theo lâm cảnh viên ngay cả nô tài của mình cũng không cần có thể muốn nàng lúc này trên người có sức mạnh tùy hứng kiêu ngạo liền đi ra ai cũng không được đi theo tiêu lam còn muốn nói cái gì lâm phi lộc ngắt lời nàng mẫu phi có tứ hoàng huynh ở đây sẽ không có việc gì tiêu lam chỉ có thể vẽ mặt lo lắng nhìn bọn họ rời đi thanh yên an ủi nói mặc dù không có ai đi theo nhưng mọi người trong cung đều nhận ra tứ điện hạ Hắn đối tốt với công chúa, nhất định sẽ không để cho người khác khi dễ, so với lo lắng của đại nhân, Lâm Phi Lộc nghĩ rất đơn giản, đi theo NPC làm mới phó bản, Lâm Cảnh Nguyên thân phận cao quý, cùng hắn, xác suất gặp được NPC mới sẽ tăng lên rất nhiều, cô cân nhắc độ hảo cảm của NPC này đã gần như đã lên tới 70%, hình như không có gì khó khăn, cũng nên tìm mục tiêu tiếp theo tứ hoàng tử đáng thương cũng không biết mình ở trong mắt tiểu tiên nữ muội muội chính là một công cụ nhân, một đường lôi kéo nàng đừng nói là cao hứng, trên đường gặp được cung nữ thị vệ đều cung kính hướng hắn hành lễ, một bên hành lễ một bên vụn trộn đánh giá lâm phi lộc, đây không phải là ngũ công chúa không được sủng ái kia sao. Từ khi nào nàng có quan hệ tốt với tứ hoàng tử, trong cung là thấy gió sai bánh đà, thấy hai người thân mật như vậy, thầm nghĩ ngũ công chúa vô danh này là trèo lên đại thụ, sau này cũng không thể tùy ý khinh thị như lúc trước lâm phi lộc vẫn im lặng đi theo bên cạnh lâm cảnh uyên những người này đang suy nghĩ cái gì cô đảo qua là có thể nhìn ra nhưng cũng không để ý lắm tiếp tục sắm vai người nhu nhược nhu thuận lại nhút nhát của mình ao câu cá ở phía tây nhất cơ hồ muốn đi qua hơn phân nửa hậu cung càng đi về phía tây càng thanh tịnh cảnh sắc cũng dần dần sinh ra vài phần tiêu điều mùa thu không có người chăm sóc khi xuyên qua một mảnh cung điện phủ kính bằng tre xanh ven đường cách đó không xa loáng thoáng truyền đến tiếng người đến gần nghe thấy một cô gái kiều mang trách cứ tống kinh lang tôi bệnh nặng liền tới tìm ngươi bất quá để cho ngươi cùng ta du hồ mà thôi ngươi lại không biết gì như vậy lâm phi lộc vừa nhìn đây không phải là tam công chúa lâm hy bị thủy quỷ dọa ngất xỉu sao vị trí cách xa ba bước của nàng đứng một tiểu thiếu niên mặc áo xanh bóng lưng hơi có vẻ gầy yếu dáng người lại rất phong nhã bị biển trúc này vờn quanh quanh thân cũng phản phất quanh quẩn một cổ khí tức không tầm thường. Có một gã sai vặt đứng bên cạnh hắn, thấp giọng cầu xin, tam công chúa, điện hạ chúng ta còn đang phát sốt, Lâm Hy không chịu buông tha, vậy thì sao? Hôm nay chính là đau trên trời, hắn cũng phải bồi bổn công chúa đi du hồ, Lâm Phi Lộc nghĩ thầm, công chúa này sao lại lưu manh cưỡng đoạt dân nữ như vậy, càng đến càng gần, xuyên thấu qua biển trúc phân chia ánh sáng vụn vặt, nàng rốt cục thấy rõ dân nữ bị lưu manh công chúa làm khó dễ này, mẹ kiếp, đây là tiểu ca ca xinh đẹp từ đâu tới làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy tình trạng nhân thần cộng phẫn như vậy, là nàng cũng cướp. Lâm Phi Lộc gặp qua mỹ nhân không có một ngàn cũng có chín trăm, trước kia tạm thời không đề cập tới, cho dù là đi tới đại lâm triều này, trong hậu cung cho dù là cung nữ cũng có vài phần tư sắc, càng đừng nói đến những hoàng tử phi tầng này. Là một người kiểm soát nhan sắc nặng nề, ánh mắt của nàng là nuôi điêu, dù là như thế, vẫn là bị tiểu thiếu niên trước mắt này nhìn qua chỉ mới 11-12 tuổi làm cho kinh diễm, giống như nữ kiêu tạo người người khác đều là bùng vàng vứt bỏ, mà hắn được nâng ở lòng bàn tay từng nét miêu tả từng nét, nhiều hơn một phần quá nồng, thiếu một phần quá nhạt, xinh đẹp vừa vặn, tuấn mỹ lại không âm nhu, thanh tùy không mất đi sự quý phái, trúc ảnh bà kiều. Ánh sáng sâu cạn không nhất quán rơi trên người hắn, tựa như thiên thượng nguyệt nhân gian tuyết, dù sao cũng không giống chân nhân. Trước kia nàng đã đọc qua một bài thơ của Tô Thức, viết là công tử chỉ nên thấy tranh, trong đó ta đọc tri tân. Viết về nước nghèo, không phải là bụi bặm giữa con người, giờ phút này, cảm thấy từng chữ đều phải cảnh, nhỏ như vậy đã có giá trị nhan sắc như vậy, chờ hắn lớn lên một chút, ngũ quan lại lớn lên một chút, chẳng phải là muốn gây họa loạn tâm thiếu nữ khắp thiên hạ sao, rất hiển nhiên, tam công chúa Lâm Hy đã bị mê hoặc đến choáng ván đầu óc đối mặt với lâm hy khí thế bức người thiếu niên lại không nửa phần thất thố không tức cũng không tức giận ngược lại trên mặt còn lộ ra nụ cười hiện ra vài phần thông dong không nên thuộc về hắn ôn hòa nói du hồ chuyện nhỏ chỉ là ta phong hàng chưa lành lo lắng bệnh khí sẽ quá độ cho tam công chúa người thân thể cũng tốt không chịu nổi giày vò lời này nói rõ ràng là cự tuyệt rồi lại lộ ra sự quan tâm của anh đối với cô lâm hy quả nhiên nhất thời thu liễn tính tình có chút vui vẻ hỏi, ngươi là quan tâm ta sao? Tống Kinh Lan mỉm cười, tự nhiên, trừng trúc gió lớn, công chúa siết chặt thân thể mới tốt, về trước đi. Lâm Hy bị hai ba câu nói của hắn dỗ dành phục tùng, mang theo cung nữ xoay người rời đi, vừa vặn nhìn thấy Lâm Phi Lộc đang nhìn về phía này, nhớ tới bệnh lúc trước của mình, lúc này Kiêu căng nói, thật sự là xui xui, đi đâu cũng có thể gặp phải hại nhân tinh này. Lâm Phi Lộc thu hồi tầm mắt, có chút sợ hãi trốn sau lưng Lâm Cảnh Uyên, dắt góc áo hắn không dám ngẩng đầu. Lâm Cảnh duyên bị một màn này tức giận không nhẹ, chỉ vào Lâm Hy mắng, thật sự là trưởng tỷ quen ngươi, ở trước mặt ta cũng dám đùa giỡn. Hãy để tôi nghe ngươi nói điều này, không tha cho ngươi. Lâm Hy không nghĩ tới hắn sẽ bảo vệ Lâm Phi Lộc, bình thường nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng so với Lâm Cảnh duyên vẫn là tiểu vu kiến đại vu, ngày thường tứ Hoàng Huynh vốn không muốn gặp nàng, hiện tại bị hắn mắng như vậy, vừa ủy khuất vừa tức giận, khóc lóc chạy đi. Lâm Cảnh Nguyên hừ một tiếng, quay đầu lại sờ sờ nhéo nhéo trên đỉnh đầu Lâm Phi Lộc, đừng sợ, Lâm Phi Lộc ngửa mặt lên chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái và tin cậy không che giấu hắn. Lâm Cảnh Nguyên thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa bay lên trời, nắm tay trong lòng thầm thề, tiểu lộc muội muội để ta bảo vệ, chuyện khôi hài này chấm dứt, tống kinh lan kia cũng dẫn gã sai vặt của hắn trở về Thúy Trúc Cư, trước khi đi, hướng hai người ôn hòa cười, hơi gật đầu, sau đó dẫm lên bước chân không nhanh không chậm rời đi, bóng lưng kia phản chiếu bóng trúc biển xanh, thanh trí phong nhã, đặc biệt tự tại thông dong. Lâm Phi Lộc nhỏ giọng hỏi, "Anh Cảnh Uyên, anh ấy là ai?" Lâm Cảnh Uyên vừa đi về phía trước vừa tùy ý nói, "Ngươi không biết hắn. Hắn là tố tử Tống Quốc đưa tới 5 năm, năm trước, tên là Tống Kinh Lang." Lâm Phi Lộc hiện nay đối với thời đại này hiểu biết chỉ giới hạn ở Đại Lâm triều, nghe hắn nói, nhưng cơ hội làm bộ như cái gì cũng không hiểu. Rô Tân là cái gì? Tứ hoàng tử bất học vô thuật lần đầu tiên tìm được cảm giác thành tựu trong học thức, hắn giọng hưng trí bừng bừng giải thích cho tiểu hoàng muội, nguyên lai nơi này ngoại trừ Đại Lâm triều nằm ở phương bắc ra, còn có Tống quốc nằm ở phương nam, cùng với Ung quốc lấy Du Mục làm chủ, sẽ hình thành cục diện Tam quốc đỉnh lập, mới đầu là Tống quốc cường đại nhất, bởi vì đất đai phía nam màu mỡ vật chất phong phú, so với phương bắc càng cuối cùng với Ung quốc sống trên thảo nguyên bên mông vô tận có thể xem như chiếm hết ưu thế tự nhiên, nhưng mà giàu có sẽ sinh ra lười biếng, hoàng đế Tống Quốc một đời không bằng một đời, ỷ vào quốc khố sung mãn gia sản phong phú, dần dần đắm chìm hưởng lạc, cho tới bây giờ một đời quân vương này lại càng trầm mê mỹ sắc, khắp thiên hạ sưu tầm mỹ nhân, danh nhân háo sắc tất cả đều biết. Mấy năm trước, ung quốc có ý muốn cùng Tống Quốc liên thủ đối phó Đại Lâm triều dần dần binh cường mã tráng, đưa ra đề nghị thông gia. Không ngờ chuyện này bị Đại Lâm biết lâm đế cực kỳ tức giận, huy om, đại lâm vốn vẫn mơ ước tống quốc giàu có, chỉ là khổ sở xuất sư vô danh, vả lại giữa hai nước cách thiên lũy, hoài hà, lâm đế lại lo lắng tống quốc tích lũy nhiều năm, đến lúc đó tiêu hao chiến không dễ đánh, mới vẫn không tùy tiện phát binh, tống đế biết rõ điểm này, sợ lâm đế bởi vậy giận chó đánh mèo xuất binh tấn công tống, lúc này từ chối ung quốc không nói, còn nhiều lần sai thị đến hướng lâm đế truyền đạt quyết tâm, vì biểu lộ thành ý thậm chí đưa một vị hoàng tử tới đây, vị hoàng tử này, chính là Tống Kinh Lan. Nghe Lâm Cảnh Nguyên nói, lúc hắn đến Đại Lâm, mới 7 tuổi, bên cạnh chỉ có một gã sai vặt đi theo, mặc dù là hoàng tử, nhưng lại là pro tân, cuộc sống trong cung này không đến mức khổ sở, nhưng cũng sẽ không dễ chịu. Lâm Cảnh Viên không dám nói cho tiểu hoàng muội biết, hắn cũng từng khi dễ Tống Kinh Lan, lúc Thái học đọc sách, anh luôn được Thái phó khen ngợi. Lâm Cảnh Viên lại là người không thích học nhất, đương nhiên không quen anh không ít lần hắt mực vào quần áo anh cùng các hoàng tử khác trêu chọc anh nhưng tống kinh lang cho tới bây giờ đều không tức giận hắn tự hồ luôn cười đối đãi ai cũng ôn hòa khiêm tốn sau đó lâm cảnh nguyên dần dần cảm thấy không có hứng thú cũng rất ít khi trêu chọc anh nữa lâm phi lộc nghe xong đoạn tiền nhân hậu quả này cảm thấy tiểu ca ca xinh đẹp này thật sự là có chút đáng thương quả nhiên ông trời công bằng ban cho ngươi giá trị nhan sắc nghịch thiên sẽ lấy đi một vài thứ ngươi tương ứng, dù sao cũng sẽ không để cho ngươi thuận buồn xuôi gió thuận buồn xuôi gió là được rồi. Đừng nói, mình và hắn thật đúng là có chút đồng bệnh tương liên. Giả thiết cường đại là Tống Quốc, Đại Lâm cần phái một công chúa đi hòa thân, người này chọn nghĩ cũng không nghĩ ngợi khẳng định là mình, tất cả đều là người bị bỏ rơi. Trong lòng cô có chút thổn thức, nhưng không để Lâm Cảnh Nguyên nhìn ra, vui vẻ câu cá cả buổi chiều với anh, hầu hạ thái giám ở ao cá chăm sóc chu toàn, cuối cùng đem con cá họ câu được xuyên qua dây phái người đưa về cung của mình lâm cảnh viên vốn là muốn cùng nàng trở về nhưng đi đến bên lâu phi nửa đường phái người đến truyền lời nói hoàng đế muốn đi trường minh điện thi bài tập của hắn bảo hắn nhanh chóng trở về cung lâm cảnh viên sợ tới mức không nhẹ dặn dò hai câu liền vội vàng bỏ chạy lâm phi lộc chậm rãi đi theo thái giám trở về khi đi ngang qua thúy trúc cư gió trúc rạng rỡ ánh nắng vàng rực rỡ lồng vào một góc mái hiên rất có ý cảnh Cô suy nghĩ một chút, nhấc hai con cá lên từ thùng và ra lệnh cho Thái Giám, chờ tôi ở đây. Thái Giám không người đáp ứng, Lâm Phi Lộc liền sách cá đi vào Thúy Trúc Cư. Trong ấn tượng của nàng, Minh Quân Cung của mình cũng đủ hẻo lánh vắng vẻ, không nghĩ tới Thúy Trúc Cư này so với Minh Quân Cung còn tiêu điều hơn. Khi đẩy cửa đi vào, cửa gỗ rất sơn ngọc ẹp một tiếng, phát ra âm thanh lâu năm thất tu. Trong viện, gã sai vặt bên cạnh Tống Kinh lang đang ngồi sổn trong sắc thuốc, thấy có người tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc nhất thời lộ ra vẻ mặt chần chờ lại khẩn trương. Buổi chiều hắn gặp qua tiểu cô nương này, đi theo bên người tứ hoàng tử, tứ hoàng tử kia cũng không ít lần khi dễ chủ tử, chợt cảm thấy tiểu cô nương này cũng không tốt, không nghĩ tới nàng chỉ đi tới, cười tủm tỉm đưa cho hắn con cá trên tay, giòn giả nói, cái này cho ngươi, cả sai vặt ngẩn người, không dám nhận, lâm phi lộc lại nói, ngươi gia điện hạ không phải bị bệnh sao, nấu chút canh cá bổ dưỡng thân thể cho hắn đi gã sai vặt nhìn cá lại nhìn tiểu cô nương vô hại của người xuất vật thầm nghĩ trong con cá này chẳng lẽ là bị hạ độc chứ lâm phi lộc không biết có phải nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn hay không phốc suy một tiếng cười trêu ghẹo không cần a à. gã sai vặt đang không biết làm sao cửa phòng thép hờ phía sau bị đẩy ra tống kinh lan khoác áo khoác đứng ở cửa ôn hòa nói trời đông nhận lấy đi lại ngược lại nhìn về phía lâm phi lộc mặt mày ôn nhu đa tạ ngũ công chúa, Lâm Phi Lộc có chút ngạc nhiên, ngươi quen biết tôi, ông miễn cười và gật đầu, đã nghe tên của công chúa, nguồn hố truyện hô truyền com hắn hẳn là vừa mới rời giường, tóc xỏa xuống có chút lộn xộn, trên mặt mang theo bệnh sắc nhàn nhạt, lại nửa điểm không mất dáng vẻ, thật sự là càng nhìn càng đẹp, Lâm Phi Lộc cảm thấy mỹ sắc, đưa cá xong liền nhảy nhót rời đi, trước khi đi, còn thân mật đóng cửa viện lại, chờ nàng vừa đi, thiên đông lập tức nói, điện hạ, ta sẽ đi chôn con cá này tống kinh lan hơi vung tay lên không cần nấu ăn đi thiên đông có chút chần chờ vạn nhất bị hạ dược hắn cười cười công chúa tự mình đưa tới cửa sẽ không có người to gan làm bậy như vậy an tâm là được lâm phi lộc đưa cá xong liền hồi cung lúc đi tới cửa tiêu lam đã ở bên ngoài chờ thấy nàng đến gần lập tức nên đón không khỏi lo lắng nói có thể coi như đã trở lại lâm phi lộc phát hiện có việc chờ thái giám đưa cá đi rồi mới hỏi, mẫu phi, làm sao vậy, tiêu lam lộ vẻ ưu sầu, dẫn nàng đi vào, buổi chiều sau khi ngươi đi, người bên cạnh tứ hoàng tử đưa không ít đồ tới, lúc này lâm phi lộc mới nhìn thấy hộp trương đầy phòng. Có thức ăn, có thổ cẩm, có trang sức, còn có một ít đồ chơi mà cô chưa từng thấy qua, đem căn phòng nhỏ diện tích của cô không lớn bày đầy, trắm thối của lâm cảnh viên còn rất thân thiết. Lâm Phi Lộc thích nhận lễ vật, đương nhiên là cao hứng, tiêu lam lại vẻ mặt lo lắng để cho oa phi nương nương biết được như thế nào cho phải lâm phi lộc sớm đã quen với tật xấu của cô không nói thêm gì vui vẻ chạy đi tháo quà hôm nay câu được không ít cá sau khi ăn cơm tối còn dư thừa vân du nuôi cá còn lại trong vũng nước nhỏ trong viện lâm chim viễn chơi cá rất vui vẻ so với minh quân cung lúc này trường minh điện cũng có chút không khí khẩn trương chờ lâm cảnh nguyên chạy về lâm đế đã ở đây đang cùng điêu phi uống trà thấy hắn đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc chạy vào sắc mặt trầm xuống lộ ra không vui đâu phi thật sự là hận nó không thành thép nghĩ đến chiều nay nghe cung nữ báo cáo nói hắn không hiểu sao lại đưa một đống đồ đến minh hoàng cung càng là tức giận không đánh một chỗ lâm cảnh nguyên quỳ dập đầu theo quy củ lâm đế lạnh lùng nói lại đi ra ngoài chơi điên đi lâm cảnh nguyên thành thật trả lời câu cá đã đi lâm đế hừ một tiếng ngươi ngược lại nhàn nhã bài tập về nhà chưa bao giờ để tâm đối với những trò chơi này ngược lại rất có tâm đắc duyên phi khuyên bệ hạ tức giận cảnh nguyên còn nhỏ là ham chơi một chút chờ hắn lâm đế không vui ngắt lời hắn đều là ngươi quen rồi tám tuổi không nhỏ lúc trẫm lớn như hắn quốc phú đều làm ba bài duyên phi nói bệ hạ văn thao võ lược cảnh nguyên sao có thể so sánh với bệ hạ chứ lâm đế uống một muộn trà hạ hỏa dư quan ngắm nhìn ngực lâm cảnh nguyên phồng lên nhíu mày nói ngươi trong ngực là cái gì tiểu tử này trước kia đem chim tước đã chết nhét vào trong ngực mang vào thái học dọa thái phó sợ hãi lâm đế vừa nghĩ đến tiền án này của hắn không khỏi hoài nghi lần này hắn là cất một con cá chết vào trong ngực điêu phi thật sự là vừa tức vừa gấp lại không tiện nói cái gì nữa trơ mắt nhìn nhi tử giơ tay sờ sờ ngực sau đó móc ra một quyển luận ngữ đi ra chờ đã luận ngữ đây vẫn là đứa con trai mình vừa nhìn thấy sách liền nói đầu ván đầu đau đầu cả người đều không chịu nổi sao ngay từ đầu lâm đế còn tưởng rằng đây là luận ngữ giả, không chừng trong trang sách có cái gì khó có thể bắt mắt, tứ hoàng tử mình có đức hạnh gì hắn rõ ràng hơn, để cho hắn đọc sách giống như muốn mạng hắn, vì tránh né đi học, giả bộ ngất xỉu loại chuyện này đều đã làm qua, hắn đưa tay cầm quyển sách kia tới, mở ra xem, cư nhiên là thật, muốn mắng người thì có chút mắng không ra miệng, sách có chút cũ, góc cạnh nổi lên cuộn, đó là dấu vết thường xuyên lật dị thường duy nhất là trong sách có một đóa hoa hải đường héo rũ, Lâm Đế hỏi, đây là vật gì? Lâm Cảnh Nguyên thành thật trả lời, đây gọi là dấu trang, Lâm Đế lại hỏi, tác dụng là gì? Lâm Cảnh Nguyên cúi đầu, trong mắt xoay chuyển để ý, như thần dùng nó để ghi lại tiến độ đọc sách, như vậy có thể tránh gấp cốc sách. Lần đầu tiên Lâm Đế nghe được cách nói này, đuôi lông mày nhướng lên, cũng không biết là khen hay là chê bai, nhìn không ra, ngươi vẫn là một người yêu sách, hải đường này đặt ở trang này, nói cách khác ngươi nhìn thấy trang này, Lâm Cảnh Nguyên kiên trì, vâng, Lâm Đế cười tủng tỉm, vậy ngươi lại cổng một đoạn đến nghe một chút, Lâm Cảnh Nguyên. Hắn dập đầu, như thần còn chưa cổng qua, định đọc xong toàn bộ quyển sách rồi lại từ đầu cổng lên, nhàn phi lập tức ở bên cạnh phụ họa nói, đứa nhỏ này từ trước đến nay không thích đọc sách, hôm nay lại bắt đầu đọc sách, còn đem sách vỡ tùy thân cất giấu, có thể thấy được là dụng tâm. Bệ hạ không bằng cho hắn chút thời gian, Lâm đế trên mặt đã không thấy chút nào không vui lúc trước, hắn vốn đã yêu thích tứ hoàng tử, thấy hắn hiện giờ đã có lòng hiếu học, trong lòng vẫn rất hài lòng, đem luận ngữ trả lại cho hắn, còn khen một câu, sĩ biệt ba ngày, đối đãi với nhau, không sai, Long nhan đại duyệt, ngay cả bữa tối cũng dùng ở trường minh điện. Lâm đế yêu thích phi tần trẻ tuổi xinh đẹp, duyên phi vào cung sớm, lớn tuổi hơn một chút, mấy năm nay đã rất ít được sủng hạnh, nếu không phải có một đứa con trai được lâm đế sủng ái, phỏng chừng đã sớm thất sủng rồi, lại sinh nhi tử không chịu thua kém, trong đầu đều là chơi bời, hiện tại tuổi còn nhỏ, lâm đế có thiên vị tự nhiên không có gì đáng ngại, nhưng chờ tương lai lớn lên nếu vẫn là lần này không học không nghề, chỉ sợ sẽ mất hoàng ân. Hôm nay vẹn vẹn chỉ là một quyển luận ngữ đã làm cho lâm đế hài lòng như thế, còn khen nàng dạy con có phương pháp, thưởng không ít thứ, dĩnh phi cực kỳ cao hứng, nhưng nàng cũng rất hiểu tính tiểu của con trai mình, đợi lâm đế vừa đi, Lập tức Lâm Cảnh Viên gọi đến trước người hỏi, "Cuốn sách này từ đâu ra?" Lâm Cảnh Viên đối mặt với mẫu phi thành thật hơn nhiều, là Ngũ Hoàng muội tiễn ta, hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng quắc, "Ngũ Hoàng muội đem may mắn phong tồn tại trong quyển sách này tặng cho ta, mẫu phi, quả nhiên rất may mắn đúng không?" Phụ hoàng cũng không mắng ta, điêu phi thoáng cái nhớ tới chuyện buổi chiều Nhi tử phái người đến Minh Hoàng cung đưa đồ, lúc đầu nàng còn có chút tức giận, dự định sáng mai truyền Lam quý nhân đến dạy dỗ giờ phút này lại nửa điểm cũng không tức giận, trăng dạy Lâm Cảnh Uyên vài câu bảo hắn sau này phải hướng học thật tốt, chờ hắn lui xuống liền nói với đại cung nữ Toái Ngọc, sáng mai không cần truyền Lam Quý Nhân tới, gọi ngũ công chúa đến đây, vì thế sáng sớm hôm sau, trưởng sự thái giám của trường Minh Điện đã đến Minh Nguyệt cung truyền lời, Tiêu Lam vừa nghe nhàn phi nương nương muốn gặp tiểu công chúa, sắc mặt trắng bệch, nắm lấy tay Vân Du sốt ruột nói, đây là như thế nào cho phải nhất định là chuyện ngày hôm qua chọc nương nương tức giận, nhanh, thanh yên, trang điểm cho ta, ta cùng Lộc Nhi đi xin tội nương nương, Lâm Phi Lộc cảm thấy, tiêu lam luôn ốm yếu, hơn phân nữa là ở hậu cung này dọa ra, huy, mờ, thái giám thấy tiêu lam cũng đi ra, cười nói, lam quý nhân, nương nương chỉ truyền ngủ công chúa, tiêu lam nhất thời tiến thoái lưỡng nan nàng cởi vòng ngọc trên cổ tay xuống, đó là lúc nàng tiến cung mẫu thân tặng, cũng là trang sức duy nhất của nàng, đưa cho thái giám sau thấp giọng nói, công công, nhưng công chúa phạm sai lầm gì chọc giận nương nương. thái giám cười tủng tỉm nhận vòng tay kia, quý nhân an tâm, nương nương tâm tình tốt, công chúa là người có phúc, sẽ không có việc gì. tiêu lam nghe hắn nói như vậy mới thở vào nhẹ nhõm, lại dặn dò lâm phi lộc vài câu, mới lo lắng nhìn nàng cùng thái giám rời đi. canh giờ còn sớm, sáng sớm mùa thu lạnh lẽo, sáng sớm lâm cảnh uyên đã đi học ở thái học. phi lâm phi lộc theo thái giám bước vào điện trường minh. Hoa Phi đang ngồi trên giường uống cháo tuyết liên bách hợp, trong phòng Minh Châu điểm suyết, hương thơm tràn đầy, so với chiêu dương cung tĩnh lặng còn xa hoa hơn. Xem ra chất lượng cuộc sống trong hậu cung quả nhiên gắn liền với vị trí, Lâm Phi Lộc chỉ nhìn lướt qua một cái liền không nhìn nhiều, cúi đầu đi tới trước mặt nhàn Phi, dòng giả hành lễ, tiểu lộc bái kiến nhàn Phi nương nương, thành Phi sớm biết vị ngũ công chúa này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp, tiểu cô nương ăn mặc trong sạch, dáng người mảnh khảnh, đỉnh đầu bị hai nhéo nhéo nhỏ, trẻ con chưa thoát, nhưng ngũ quan tinh xảo, sinh ra cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như dạ Minh Châu, chợt lóe lên tràn ngập linh khí, thần sắc nàng có chút khẩn trương, nhưng rất lễ tiết, là loại tiểu cô nương vừa nhìn đã nhu thuận đơn thuần, Diều Phi thân thiết nói, mau đứng lên đi. Lại quay đầu cười nói với Toái Ngọc, giống như mẫu phi của nàng, là một mỹ nhân, Toái Ngọc cũng cười gật đầu, nương nương nói phải, Lâu Phi tự mình kéo tay nàng lên giường, lại hỏi, Vũ công chúa có thể dùng bữa sáng không? Lâm Phi Lộc khẽ rũ mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, còn chưa có. Thành Phi liền bảo Toái Ngọc lại đi múc một chén cháo tuyết liên bách hợp, cười nói, mau nếm thử cháo này. Lâm Phi Lộc miếm môi, đánh giá vẻ mặt của Phi Phi một chút, giọng nói ngực tiếc nấy nói một câu cảm ơn Diêu Phi nương nương, mới chậm rãi cầm thìa cúi đầu. Cô ăn cũng rất lễ tiết, nhai kỹ chậm nuốt, một chút thanh âm cũng không có. Giống như chưa từng nếm qua cháo ngon như vậy, Ánh mắt sáng lấp lánh, trẻ con sẽ không che giấu sở thích, tràn đầy tình yêu trên mặt. Chờ nàng ăn xong cháo, nhàn phi lại cho người nấu trà giòn, phối hợp với ngự thiện phòng điểm tâm cùng nhau. Lâm Phi Lộc rất thích ăn đồ ngọt, nhưng trước kia vì vóc dáng và làn da vẫn luôn khống chế, sau khi tới nơi này bánh ngọt trà sữa ăn không được, Tiêu Lam cũng không cung cấp nổi điểm tâm của cô, hôm nay rốt cục cũng có thể no bụng, nàng cũng không khách khí, ăn đến khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, lộ ra vẻ ngây thơ hồn nhiên. Thành Phi âm thầm quan sát nàng một hồi lâu, rút cuộc xác định đây quả thật là một đứa trẻ không biết thế sự, phòng bị trong mắt cũng được dỡ bỏ, chờ nàng ăn xong điểm tâm, mới cười tủm tỉm hỏi, ngũ công chúa năm nay bao nhiêu tuổi, Lâm Phi lộc liếm liếm khóe miệng, mềm giọng nói, hồi nương nương, ta năm tuổi, Duyên Phi cười nói với Toái Ngọc, trong cung này ngoại trừ nữ nhi của Tô Tần, đã là năm công chúa nhỏ tuổi nhất, lại nhu thuận như vậy, khó trách cảnh viên ngày ngày nhắc tới ngũ hoàng muội của hắn. Cô nhìn về phía Lâm Phi Lộc, nghe nói hôm qua ngươi tặng một quyển luận ngữ cho Cảnh Viên, Lâm Phi Lộc gật gật đầu, vâng, nguồn hố truyện hotin.com, duyên phi lại hỏi, tại sao lại tặng hắn luận ngữ? Lâm Phi Lộc thở dài nói, hôm qua Tứ hoàng huynh tặng rất nhiều lễ vật cho ta, đến mà không đi phi lễ cũng vậy, ta cũng nên tặng hắn lễ vật. Nhưng, nàng có chút ảo não cúi đầu, trên đỉnh đầu hai tiểu bánh bao lão đảo, thanh âm cũng hiện ra một tia buồn bực tứ hoàng huynh cái gì cũng không thiếu, ta cũng không có thứ gì có thể đưa cho hắn. Về sau nghĩ đến mẫu phi nói qua, trong sách tự có nhan như ngọc, cho nên liền tặng lại cho hắn luận ngữ, nghe nàng nói như vậy, ý cười trên mặt duyên phi càng thịnh, ánh mắt nhìn lâm phi lộc cũng không khỏi có thêm vài phần chân tâm yêu thích, không nghĩ tới ngũ công chúa tuổi tuy còn nhỏ, lại biết lễ hiếu học như thế, nếu cảnh uyên cũng hiểu chuyện như ngươi, bổn cung cũng có thể an tâm, lâm phi lộc nghiêm túc nhìn cô, tứ hoàng huynh rất tốt, anh ấy đặc biệt tốt diệu phi bị nàng chọc cười ngươi ngược lại là người đầu tiên khen hắn như vậy ngũ công chúa thẳng thắn ngây thơ nhu thuận lễ phép so với trưởng công chúa lâm niệm tri và tam công chúa lâm hy đặc biệt khiến người ta thích duyên phi cùng nàng tán gẫu gần một canh giờ càng khiến trong lòng thích tiểu cô nương này đương nhiên nàng không thích trưởng công chúa cũng bởi vì mẹ đẻ của trưởng công chúa là huệ phi từ năm đó ở đông cung đã cùng nàng không đối phó hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm coi nhau là cái gai trong mắt mà lâm phi lộc thì khác mẹ đẻ của nàng chỉ là quý nhân không được sủng ái thì thôi còn bởi vì sinh ra một đứa ngốc ngốc bị bệ hạ chán ghét vô luận như thế nào cũng không tạo thành uy hiếp đối với nàng hoa phi rất hiểu nhi tử của mình từ tiểu giả đã quen chán ghét đọc sách lời nói của mình và bệ hạ hắn tai trái vào tai phải rõ ràng muốn gieo rắc trên con đường của hoàng tử hoàng khố chạy như điên bây giờ lại nguyện ý nhận sách lâm phi lộc tặng còn yêu quý như thế có thể thấy được hắn thật lòng thích muội muội này, mà hoàng muội này không kiều diễm không giảo hoạt, qua phi rất yên tâm bọn họ lui tới, cũng hy vọng mượn lâm phi lộc đến khuyên nhi tử hướng lên trên, liền dặn dò, cảnh nguyên ham chơi, không thể so sánh với tiểu lộc thông minh, hắn vừa nguyện ý nghe lời ngươi, ngày thường liền khuyên hắn đọc sách nhiều hơn, xa không nói, chỉ cần ngươi đưa cho hắn quyển luận ngữ kia, cũng nên sớm ngày học thuộc lòng, mới xứng đáng với ngươi một mảnh thành tâm, lâm phi lộc gật gật đầu, Nhu Thuận nói, Tiểu Lộc nhớ kỹ, Nhàn Phi rất hài lòng, trước khi đi lại tặng nàng không ít đồ, chỉ riêng điểm tâm đã có vài hộp, để Toái Ngọc dẫn cung nữ thái giám tự mình đưa về Minh Hoàng Cung, khiến Tiêu Lam kinh hãi đến luống cúng tay chân. Toái Ngọc cười nói, nương nương có chuyện, để Lam quý nhân ngày thường không có việc gì đi trường Minh Điện ngồi một chút, nương nương yêu thích ngủ công chúa, coi nàng như nữ nhi thân thiết, sau này trong cung thiếu cái gì, quý nhân chỉ cần nói với nương nương. Tiêu Lam quả thực được sủng ái nhược kinh. Đợi các cung nhân rời đi, mấy người nhìn ban thưởng khắp viện hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thanh Yên cao hứng nói: "Tiểu công chúa quả nhiên là người có phúc, người gặp người yêu đâu. Động tĩnh hai ngày nay của điện Trường Minh bị các cung nhìn thấy, tất cả mọi người đều vẽ mặt ngây thơ, không rõ vì sao Lâu Phi đột nhiên muốn đi lung lạc một quý nhân đã thất sủng nhiều năm. Cái khác không nói, liền Minh Hoàng cung kia, nhiều xiêm khí a." À. Về sau nghe hạ nhân nói, mới biết được thì ra là tứ hoàng tử cùng ngũ công chúa giao hảo tứ hoàng tử từ trước đến nay tùy hứng ở trong cung này ba ngày hai đầu gây chuyện tất cả mọi người đều thành thói quen gần đây trong khoảng thời gian này lại rất ít khi nghe được tin tức hắn phạm tội thậm chí có thái giám nhìn thấy hắn ở hồ tâm đình một bên câu cá một bên học thuộc lòng lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái hai chuyện một liên hệ mới biết nguyên nhân trong đó khó trách điêu phi để ý có thể làm cho tứ hoàng tử thu tâm nghe lời đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được mọi người nhao nhao tỏ vẻ tò mò với ngũ công chúa trước kia không chú ý nhiều đến nàng hiện tại lưu tâm cũng thường xuyên có thể ở ngự hoa viên ngự cảnh đình nhìn thấy nàng ngoại trừ nhu thuận một chút đáng yêu một chút linh động một chút hình như cũng không có gì khác với người thường vậy tại sao tứ hoàng tử lại cố tình nghe lời nàng điều này cuối cùng đã trở thành một bí ẩn chưa được giải quyết trong hậu cung có chỗ dựa vững chắc như duyên phi chất lượng cuộc sống của Lâm Phi Lộc trong cung đột nhiên tăng lên một bậc thang, ít nhất cũng giàu có hơn rất nhiều về chi tiêu ăn mặc. Tiêu Lam nhận được không ít nguyên liệu mới cung cấp năm nay, lại làm hai bộ quần áo mùa đông cho hai đứa nhỏ, nàng may vá sống tốt, còn tốn tâm tư may cho Thao Phi một bộ quần áo, hoa lệ thanh nhã tú lệ, tôn lên người Duyên Phi đều trẻ hơn mấy tuổi, Điêu Phi cao hứng, lại thưởng cho Minh Hoàng cung không ít đồ đạc, thiên điện lúc trước vắng vẻ tiêu điều có không ít nhân khí dần dần náo nhiệt hẳn lên tiêu lam kỳ thật cũng không có tâm tư bám lấy cũng chưa từng nghĩ tới mượn cành cây cao của điêu phi một lần nữa lấy được thánh sủng chỉ là có thể làm cho cuộc sống của hai đứa nhỏ càng thêm an toàn một chút nàng đã rất thỏa mãn nhưng qua lại giữa hai cung ở trong mắt người khác cũng không phải chuyện như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy lam quý nhân đầu nhập vào điêu phi hiện tại là một đầu của điêu phi ân oán lợi ích của hai người tự nhiên cũng liền trói cùng một chỗ cùng với điêu phi giao hảo sẽ nể mặt của phi thân thiết gọi nàng một tiếng muội muội cùng điêu phi trở mặt cũng không đợi thấy nàng lam quý nhân tuy thất sủng nhiều năm nhưng trong cung phi tần mỹ mỹ tướng mạo đó là đứng đầu duyên phi chính mình lại là lão châu hoàng không chừng chính là phát sinh tâm tư đem lam quý nhân đẩy đến trước mắt bệ hạ nàng rốt cuộc là vì bệ hạ sinh hai hài tử ngũ công chúa lại thông minh nhu thuận như vậy lấy lại thánh ân cũng không phải không có khả năng mắt thấy sắp sinh ra một cường địch tương lai các phi tần khác có thể ngồi được trong cung một khi có qua lại với ai sẽ không có khả năng bảo vệ mình một lần nữa giấc mộng trở thành một người trong suốt của tiêu lam xem như tan vỡ loại tình huống này lâm phi lộc cũng đã dự đoán trước nhưng tính tình tiêu lam này không đẩy nàng vĩnh viễn tại chỗ dựa theo kế hoạch của nàng sau này nàng còn phải hướng dẫn hoàng đế hiện tại kéo tiêu lam ra khỏi vòng thoải mái để nàng thích ứng cũng tốt chỉ là tiêu lam làm việc cảnh giác nửa điểm cũng không đạp nhầm người khác muốn nhằm vào nàng, nhất thời cũng không tìm được cơ hội, lần này qua lại, liền đem ánh mắt rơi vào trên người hai đứa nhỏ của nàng. Lâm chim viễn không ra ngoài, tiêu lam cũng không yên tâm hắn đi ra ngoài, người khác nhìn thấy hắn cơ hội rất ít. Nhưng Lâm Phi Lộc thích chạy ra ngoài, để ý thường xuyên có thể gặp được, hơn nữa Lam quý nhân sở dĩ có thể trèo lên thao phi truy đuổi gốc rễ là bởi vì ngũ công chúa này, thu thập không được người lớn, còn không thu thập được tiểu hài tử ngươi này sao? bất quá chuyện của tiểu hài tử liền giao cho tiểu hài tử xử lý cho dù nháo lên một câu mâu thuẫn trước kia của bọn nhỏ cũng dễ dàng mang theo trong cung này muốn nói ai ghét điêu phi nhất đó tuyệt đối là huệ phi không chạy ân oán của hai người là từ thời đông cung đã kết hôn tranh giành ám đấu nhiều năm về sau huệ phi sinh ra trưởng công chúa lâm niệm tri bởi vì là con gái đầu lòng của lâm đế rất được yêu thích danh tiếng cùng ân sủng thực sự áp chế nhàn phi nhiều năm mãi đến khi nhàn phi sinh hạ tứ hoàng tử lâm cảnh viên mới sang bằng cục diện, lâm niệm tri thông minh lão lợi, lại xinh đẹp, ở trước mặt lâm đế kêu thẳng thắng hoạt bát, ở trước mặt người khác chính là kiêu ngạo điêu hoa. tam công chúa lâm hy thân thiết với nàng, hai người lấp lánh một hơi, vốn chán ghét lâm phi lộc. Gần đây lại nghe mẫu phi ở trong cung lẩm bẩm mấy lần, lâm niệm tri từ nhỏ lớn lên bên cạnh nàng, sao có thể không rõ ý mẫu phi, xem ra đã đến lúc cho vị ngủ muội kia một chút giáo hứng. Lâm Hy sợ Lâm Cảnh Uyên, cô cũng không sợ, Đại Lâm từ xưa đã theo đuổi sự trưởng ấu tôn ti có trật tự. Lâm Hy phải kính trọng tứ hoàng huynh của nàng, mà Lâm Cảnh Uyên muốn kính trọng vị trưởng tỷ này, đây là sự thật có lý trước mặt phụ hoàng. Nếu Lâm Cảnh Uyên dám vì vị ngũ hoàng muội kia mà chống đối mình, vừa vặn, lấy lý do không có trưởng tỷ đem hai người cùng nhau thu thập, cũng làm cho mẫu phi thoát khỏi ác khí. Lâm Phi Lộc cũng không biết mình đã nạp vào danh sách đen của trưởng công chúa, gần đây cô đang giám sát lâm cảnh viên học luận ngữ, huy, cờ mờ, đây là chuyện của phi dặn dò, nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, phân lượng của mình trong lòng điêu phi phỏng chừng sẽ giảm xuống, nhưng lâm cảnh nguyên thật sự không thích đọc sách, bảo anh học thuộc lòng giống như muốn mạng anh ta, lâm phi lộc không trực tiếp khuyên anh ta, mà thay đổi con đường, cô ấy tự cổng mình, cổng cô sau lưng liền hỏi, anh cảnh nguyên, chữ này đọc cái gì vậy? Lâm Cảnh Nguyên liếc mắt nhìn hai cái, người không biết, mà không quất ức, dung, Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt to như nước, qua, wow, anh Cảnh Viên thật lợi hại nha, Lâm Cảnh Viên, kiêu ngạo, một lát sau, lại nghe Lâm Phi Lộc hỏi, anh Cảnh Viên, vậy chữ này đọc cái gì chứ, Lâm Cảnh Viên kiêu ngạo tiến lại gần nhìn, mẹ kiếp, anh ta cũng không biết. Đối mặt với ánh mắt chờ mong của em gái tiểu lộc cầu tri như khác, lần đầu tiên Lâm Cảnh Nguyên cảm thấy xấu hổ vì không học không nghề của mình, đặc biệt là Lâm Phi Lộc còn không ngừng hỏi hắn, anh Cảnh Nguyên, triêu văn nói tịch tử có ý gì chứ học mà lúc thì tập bất diệt nói là có ý gì quân tử chu mà không so tiểu nhân so với không chu là có ý gì lâm cảnh uyên sụp đổ sau đó lâm cảnh uyên bắt đầu học thuộc lòng luận ngữ không chỉ cổng mà còn phải làm rõ ý tứ của những từ ngữ này trước khi hắn đọc toàn bộ luận ngữ hắn không muốn đi tìm tiểu lộc muội muội nữa để tránh mình mất đi tôn nghiêm cuối cùng lâm cảnh uyên không tới được lâm phi lộc còn nhàn rỗi một chút lâm chim viễn bởi vì gần đây muội muội không cùng mình chơi đùa giận dỗi lâm phi lộc dỗ dành nửa ngày cuối cùng lâm chim viễn đưa ra yêu cầu phải ăn táo giòn của thanh bái viên mới tha thứ cho muội muội lần trước nàng đi ngang qua thanh bái viên hái mấy quả táo trở về không nghĩ tới bị lâm chim viễn nhớ thương lâu như vậy lâm phi lộc cười sờ sờ đầu hắn được muội muội đi hái cho ngươi ngoan ngoãn chờ a à. lâm chim viễn lúc này mới nhếch miệng ngây ngô cười rộ lên gần cuối thu thời tiết dần dần trở nên lạnh lẽo lâm phi lộc quấn áo choàng nhung trắng mà tiêu lam may cho cô ra ngoài hái táo nguồn hố truyện hô com vườn thanh bái trồng rất nhiều cây ăn quả đến mùa thu các cành cây nặng trịch rơi trái cây phi tầng các cung đều thích sai người tới nơi này hái trái cây tươi lúc lâm phi lộc từ vòng nhỏ đi vào đột nhiên nghe thấy dưới góc tường viện có một tiếng khóc nàng luôn luôn không thích xen vào việc của người khác cho rằng là thái giám cung nữ nào bị giáo huấn trực tiếp đi vào trong viện hái táo xanh xong, lúc rời đi, thanh âm kia còn đang khóc, nức nở nức nở, giống như không dám bị người khác nghe thấy, đừng nói đáng thương biết bao. Lâm Phi Lộc từ vòng nhỏ đi ra, vẫn nhịn không được đánh giá hai mắt về phía thanh âm, bụi cỏ cao nửa người ngồi xổm sau một thân ảnh nhỏ, cẩm y hoa phục, không giống như hạ nhân, nàng suy nghĩ một chút, vẫn là rút chân đi qua, bước chân dẫm lên hoa cỏ rụng lá phát ra tiếng sặc sắc, người nọ trong bụi cỏ nghe được tiếng vang, thoáng cái quay đầu lại, ai, Lâm Phi Lộc đẩy bụi cỏ ra, nhìn thấy một tiểu thiếu niên đặc biệt tuấn tú. Trong ngực ôm một con thỏ nhỏ màu trắng, ánh mắt hắn khóc như thỏ, mặt đầy nước mắt, nhìn qua đáng thương hề hề, Lâm Phi Lộc ngồi xổm xuống hỏi, ngươi khóc cái gì, tiểu thiếu niên giống như là bởi vì bị phát hiện khóc trộn rất là xấu hổ, muốn làm ra biểu tình hung ác, nhưng bất đắc dĩ trời sinh không phải ác nhân, lại thảm hề khóc qua. Nhìn thế nào đáng thương, cuối cùng chỉ có thể làm bộ lạnh lùng quay đầu lại che giấu ảo não không liên quan đến ngươi lâm phi lộc chỉ hai mắt đã hiểu được tính cách của tiểu thiếu niên này cũng không tức giận cười tủm tỉm sờ sờ thỏ trong ngực hắn đây là thỏ nuôi ngươi sao thật dễ thương thân thể tiểu thiếu niên khẽ run lên nước mắt vốn dừng lại lại sắp chảy ra hắn trắng răng nhịn trên mặt vẻ mặt khổ sở không chịu nổi lâm phi lộc quan sát trong chốc lát nhẹ giọng hỏi sao vậy cách đó không xa truyền đến thanh âm cung nữ dần dần đến gần cười ầm ỉ, sắc mặt thiếu niên biến đổi, làm một động tác la ó, lâm phi lộc gật gật đầu, dịch vào bên trong, cọ cọ cùng một chỗ với thiếu niên, để bụi cỏ che hết bóng dáng hai người. Cung nữ hướng thanh bái viên mà đến, hái hoa quả xong mới lại rời đi, trong lúc này ai cũng không nói gì, liền ngồi sổn trong bụi cỏ trợn to mắt nhỏ, cho đến khi tiếng người biến mất, thiếu niên mới buồn bực nhìn cô hỏi, ngươi là ai? Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm nói, tôi là Nai Con, ngươi là ai, ông đã có một chút ngạc nhiên, ngươi không biết tôi, Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, tôi có nên biết ngươi không, thiếu niên có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, không biết thì thôi, Lâm Phi Lộc tiếp tục sờ con thỏ trong ngực, tại sao ngươi lại khóc? Có liên quan gì đến con thỏ nhỏ này không, thiếu niên rủ mắt nhìn con thỏ nhỏ mình đang ôm, miếng môi, một hồi lâu sau mới khổ sở thấp giọng nói, ta, mẹ tôi bảo tôi tự tay giết nó. Lâm Phi Lộc, tại sao? Thỏ thỏ đáng yêu như vậy, làm thế nào có thể giết thỏ? Lâm Phi Lộc nói xong câu đó, chính mình đều ở trong lòng rùng mình một chút, không hổ là tôi. Tiểu thiếu niên càng khó qua, cúi đầu dùng tay áo lau nước mắt. Lâm Phi Lộc đặt bàn tay lên đầu con thỏ nhỏ, lông tơ trắng tinh khiết mềm mại, cảm giác đặc biệt tốt, vả lại cả người trắng đến một tia tạp chất cũng không có, phẩm chất thập phần đẹp mắt. Trước kia cô tuy rằng thích ăn đầu thỏ của mẹ song lưu, không phải, nhưng thỏ đáng yêu như vậy, thật đúng là có chút luyến tiếc hạ miệng, cô hỏi thiếu niên, tại sao ngươi mẹ lại ngươi giết nó? Cô ấy không thích thỏ à, chẳng lẽ dị ứng với lông thỏ, thiếu niên miếng môi lắc đầu, khóc mắt anh đỏ bừng, nghẹn ngào nói, con thỏ này là món quà sinh nhật mẹ tặng tôi, tôi đã nuôi được 3 năm rồi, lâm phi lộc, nương này không khỏi cũng quá tàn nhẫn chứ, để cho nhi tử tự tay giết thú cưng, đây là con đường gì? Nàng mắt hàm chứa đồng tình nhìn tiểu thiếu niên, nghe hắn tiếp tục nức nở đức quảng nói nương nói kẻ yếu mới có thể lòng từ bi cường giả cần phải kiên định tâm tính người thành đại sự không thể có lòng triều mến cũng không thể có vật yêu thích bởi vì những thứ này đều sẽ trở thành nhược điểm trí mạng lâm phi lộc vị mẫu thân này có chút gì đó ở trong cung tiến hành phương châm nuôi dạy con như vậy nhất định là mang tâm tư tranh quyền mà làm hoàng tử ngoại trừ ngôi vị hoàng đế còn có thể tranh cái gì đây tâm tư mẹ của tiểu thiếu niên này quả thực không cần quá rõ ràng bất quá chính là quá vội vàng cũng không sợ lưu lại bóng ma tâm lý cho con trai mình sau khi lớn lên biến thành một tên biến thái trong lòng vặn vẹo lâm phi lộc trong khoảng thời gian này đã từ trong miệng lâm cảnh viên biết được mình còn có ba hoàng huynh đại hoàng huynh lâm đình cũng là trưởng tử của lâm đế do nguyễn quý phi sinh ra nhị hoàng huynh lâm tế văn hệ thục phi sinh ra tam hoàng huynh lâm khuynh là con trai trưởng của hoàng đế hệ hoàng hậu sinh ra, cũng là thái tử đương kim. Ba hoàng huynh này tuổi tác cũng không chênh lệch lớn, đều là bộ dáng 11-12 tuổi, chính là không biết cái này bị mẫu phi ép trưởng thành yêu thương bao là hoàng huynh nào của nàng đây. Hẳn là tam hoàng huynh thái tử điện hạ không chạy, dù sao sau này hắn phải kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm vua là phải tâm ngoan thủ lạc một chút mới tốt, tiểu thiếu niên này nhìn qua thiện lương lại mềm lòng, còn thích khóc như vậy, nhìn qua rất dễ khi dễ quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn của hoàng đế lâm phi lộc dường như nghe thấy trong đầu vang lên một thanh âm đinh người mới nợp cờ đã online xin hãy hướng dẫn kịp thời cô giơ tay trấn an vỗ vỗ đầu anh đừng khóc tôi giúp ngươi nghĩ biện pháp tiểu thiếu niên thoáng cái ngẩng đầu nhìn nàng lâm phi lộc nói ngươi đưa thỏ cho tôi tôi mang về cung để giúp ngươi nuôi dưỡng ngươi có thời gian có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào làm thế nào ánh mắt tiểu thiếu niên sáng lên một chút ngược lại dập tắt khó xử hỏi vậy mẹ tôi giải thích như thế nào đây cô ấy yêu cầu tôi mang xác thỏ về huy mờ lâm phi lộc hoàng hậu nương nương tâm ngoan thủ lạc như vậy sao đối với con trai mình đều tàn nhẫn như vậy khó trách có thể làm hoàng hậu nàng tựa như suy nghĩ trong chốc lát mở miệng nói ngươi cứ như vậy nói với ngươi nương ngươi thật sự không đành lòng xuống tay cho nên tìm một chỗ không có người ném thỏ con để cho nó tự sinh tự diệt một con thỏ nhỏ yếu ở hậu cung này không có chủ nhân, kỳ thật rất khó sống sót, ngươi không muốn trực tiếp sát sinh, cũng không muốn ngỗ nghịch lời của nương ngươi, như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ nàng giao phó. Cô hiểu tính cách của ngươi, ngươi nếu thực sự mang lại xác chết của một con thỏ, cô có thể nghi ngờ ngược lại, tiểu thiếu niên vừa nghe, cảm thấy nàng nói rất có lý, trên mặt khổ sở dần dần tràn ra tươi cười, lâm đế cùng những phi tầng này gian tốt, hoàng tử cũng nhét một cái đẹp mắt, cười rộ lên giống như ánh mặt trời đầu xuân chiếu lên nhụy hoa trên ngọn cây vừa ấm áp vừa mềm mại a à, ông nhu mỹ thiếu niên ai không yêu nương tâm ngoan thủ lạc như vậy lại sinh ra một đứa con trai mềm lòng thiện lương như vậy thật đúng là ông trời trêu đùa lâm phi lộc dùng ngón tay út bẻ nước mắt trên mặt anh an ủi đừng khổ sở biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều sau này ngươi lại gặp phải chuyện gì không giải quyết được đừng khóc đến tìm tôi tôi giúp ngươi nghĩ biện pháp hai má tiểu thiếu niên đỏ lên, ngượng ngùng nghiêng đầu, chóp mũi không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Lâm Phi Lộc lấy táo trong ngực ra đưa cho cậu, cười đến đặc biệt nát thịt, à, tôi mời ngươi ăn táo, giọng nói của nàng, nhưng lại rất có khí thế, có loại đừng sợ ta che ngươi, cảm giác, tiểu thiếu niên nhìn hai cô gái níu kéo, phốc suy một tiếng bật cười, sau khi tiếp nhận táo xanh đưa con thỏ cho nàng, vậy sau này tiểu thỏ sẽ phiền toái ngươi chiếu cố, Lâm Phi Lộc hào hùng vỗ ngực và bụng, quấn trên người tôi tiểu thiếu niên lại hỏi ngươi là cung nào lâm phi lộc chớp chớp mắt tôi sống ở minh quân cung minh quân cung trên mặt anh lộ ra một tia kinh ngạc nhìn cô nửa ngày giống như nhớ tới cái gì đó chần chờ nói nai con chẳng lẽ ngươi là ngũ công chúa lâm phi lộc cô nghiêng đầu đúng vậy thiếu niên không khỏi cười rộ lên đúng là ngươi không giống với lời đồn có thể thấy đều là người vân diệt vân lâm phi lộc làm ra vẻ mặt tôi nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thiếu niên đứng dậy, bỏ mấy quả táo xanh vào trong ống tay áo, nhẹ giọng nói, con thỏ nhỏ kia liền nhờ tiểu lộc chiếu cố, chờ có thời gian, ta sẽ đến minh hoàng cung xem nó, lâm phi lộc liên tục gật đầu, dùng áo choàng quấn con thỏ con lại ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, phất phất tay với thiếu niên, nhảy nhót chạy đi, trở lại minh quân cung, lâm chim viễn ở cửa ngóng trong, nhìn thấy muội muội trở về, cao hứng căng thẳng, táo. Chà là, Lâm Phi Lộc cười chạy tới, đem con thỏ trong ngực cho hắn xem ca ca ngươi xem đây là cái gì lâm chim viễn chưa từng thấy qua thỏ ánh mắt trợn tròn có chút lớn chần chờ nhìn muội muội một cái lại cúi đầu nhìn vương một ngón tay chần chờ sờ đầu thỏ lông rất mềm và thoải mái lâm phi lộc nói đây là thỏ con thỏ trắng trắng và trắng thích ăn củ cải và rau xanh nhảy múa rất đáng yêu lâm chim viễn hưng phấn vỗ tay thỏ con thỏ trắng vô ích. Củ cải thật dễ thương, hắn cao hứng quên hết táo, sau khi trở về phòng vẫn chơi với thỏ con, còn chạy đến phòng bếp nhỏ lấy lá rau xanh đến đút thỏ. Tiêu Lam hỏi, Lâm Phi Lộc chỉ nói là nhặt ở bên ngoài, Tiêu Lam cũng không nói gì, còn giúp nàng làm tổ cho thỏ. Nguồn hố truyện hô com Lâm Phi Lộc quấn vải vào ván gỗ, để tránh gai gỗ trên ván gỗ đâm vào con thỏ con, thuận miệng hỏi Tiêu Lam ở một bên, mẫu phi. Ngươi đã gặp hoàng hậu nương nương chưa? Tiêu Lam đang cùng Vân Du làm lồng sắt, ôm Nhu trả lời, mấy năm trước gặp qua, sau đó thân thể ta nhiều bệnh, hoàng hậu nương nương nhân từ, miễn cho ta thỉnh an, tính ra, cũng đã ba bốn năm chưa từng gặp qua, vậy hoàng hậu nương nương bộ dạng đẹp sao, hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên là cực kỳ đẹp, lâm phi lộc ngây thơ, hoàng hậu nương nương quản hậu cung, hẳn là rất hung dữ chứ. Nếu không làm sao có thể để cho tất cả mọi người nghe lời nàng đây, tiêu lam hoảng sợ, Vội vàng che miệng nàng, hoảng sợ nhìn bốn phía, không phát hiện người bên cạnh mới thở vào nhẹ nhõm, khuôn mặt trắng bệch răng dậy nàng, hu không thể nói bậy, không nói đến thân là nhân tử, không thể vọng nghị hoàng hậu nương nương thị phi, huống chi hoàng hậu nương nương xưa nay nhân từ, lại một lòng hướng Phật, đối đãi với phi tần trên dưới hậu cung đều là vô cùng tốt. Hiện giờ việc hậu cung đều do hai vị quý phi nương nương từ bên cạnh hiệp trợ, chính là bởi vì có nàng tỏa trấn hậu cung mới để bệ hạ có thể an tâm tiền triều a lâm phi lộc vô tội gật đầu tiêu lam lại lo lắng dặn dò nàng vài câu bất quá mở miệng ngược lại cùng thanh yên tán gẫu vài câu chuyện cũ trong cung có liên quan đến hoàng hậu lâm phi lộc nghe nửa ngày cảm thấy hoàng hậu nương nương trong miệng các nàng không giống nương của tiểu thiếu niên mà mình gặp hôm nay dù sao người tính phật không sát sinh làm sao có thể ép nghi tử của mình sát sinh nhưng nếu không phải hoàng hậu lại có ai mang tâm tư tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đây dù sao hoàng hậu mẫu tộc thế lớn phụ thân đổ lão là thái phó đương triều nho danh lan tỏa khắp thiên hạ môn hạ ba ngàn học tử hơn nữa còn là lão sư của lâm đế được lâm đế kính trọng mẫu gia địa vị vững chắc lại sinh ra con trai trưởng mấy năm trước tam hoàng tử đã được lập thái tử ngẫu nhiên nghe người ta nói tam hoàng tử thông minh hiếu học nho nhã tri lễ rất được lâm đế yêu thích phàm là đầu óc lâm đế không vào nước liền không có khả năng phế thái tử lập khác vậy vị nương nương hôm nay bức nhi tử giết thỏ kia, rốt cuộc dựa vào cái gì mà cảm thấy nàng có sức tranh chấp, Lâm Phi Lộc suy nghĩ một chút, muốn nói trong cung này còn có ai có tâm tư này, cũng có năng lực này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một Nguyễn Quý Phi, chính là từ tài nhân bị nàng giả quỷ dọa điên, năm đó ôm cái đùi kia, trong cung có hai vị Quý Phi nương nương, một người là nữ nhi của tả tướng nương triều Nguyễn Quý Phi, phong hoa tuyệt đại quan sủng hậu cung. Một người là Hề Quý Phi, muội muội của trấn bắc đại tướng quân cao ngạo lãnh đạm rất có phong phạm gia môn hai vị nương nương đều là tâm thượng sủng ái của hoàng đế thế lực gia tộc cũng không phân cao thấp khác biệt duy nhất chính là hề quý phi dưới gối không có con mà nguyễn quý phi sinh hạ hoàng trưởng tử cũng chính là đại hoàng tử lâm đình quy củ của đại lâm triều từ trước đến nay là lập đích bất lập thứ lập trường không lập ấu tam hoàng tử là con trai trưởng mà đại hoàng tử là trưởng tử con trai trưởng một khi xảy ra chuyện gì đối tượng kế thừa tiếp theo của thuận duyên chính là trưởng tử thì ra là buổi sáng mình nhìn lọt mắt đó không phải là tam hoàng huynh của mình mà là đại hoàng huynh của mình a à, nghe nói nguyễn quý phi này ở trong cung kiêu ngạo ương ngạnh kiêu ngạo nhưng lâm đế liền yêu nàng tính tình thẳng thắn thản nhiên còn từng khen nàng tâm thẳng miệng nhanh có một nói một phi tần trong cung tuy rằng kính nàng nhưng cũng không sợ nàng bởi vì nguyễn quý phi luôn luôn đi tới thẳng lui hỉ ác đều sáng ngời viết trên mặt cũng không ở sau lưng đùa giỡn âm chiêu lúc trước lâm phi lộc nghe nói còn cảm thấy quý phi này không có tâm cơ gì có thể đi đến tình trạng hiện tại hoàn toàn dựa vào mạng sống nhưng bây giờ liên lạc với chuyện giết thỏ sao cô lại cảm thấy không đúng như vậy đây giống như một mã đại các vô tâm có thể làm được chuyện gì không ngờ hậu cung này diễn viên còn rất nhiều khám phá tầng này lâm phi lộc liền cảm thấy có ý tứ nội tình chỉ là nghĩ đến tiểu thiếu niên thích khóc hôm nay không khỏi có chút cảm thán. mẫu phi có tâm tư này, con đường sau này của hắn, sợ là khó đi. Kết quả còn chưa tới giữa trưa, Thanh Yên liền vẽ mặt lo lắng chạy vào, Lâm Phi Lộc còn nằm sấp bên giường nhìn tiêu lam theo hoa, nghe được nàng nói, nương nương, người trong cung tỉnh tần nương nương tới đây, nó đến tìm công chúa, tiêu lam nhíu mày, có chuyện gì vậy, Thanh Yên không khỏi lo lắng, đêm hôm qua tam công chúa bắt đầu sốt cao không hạ, vẫn la hét nhìn thấy tiểu công chúa đứng ở cửa nàng, nhìn thái y cũng không thấy tốt, tỉnh hoàng nương nương truyền lời, nói, nói là tiểu công chúa hôm qua ở lâm hành các va chạm tam công chúa, để cho tiểu công chúa đi qua bồi tội, lâm phi lộc vòng quanh nửa ngày mới làm rõ mối quan hệ này, tam công chúa chính là lâm hy hôm qua đẩy nàng xuống nước, tỉnh anh chính là mẹ của lâm hy, hung thủ giết người tự dọa mình mà còn muốn nạn nhân bồi thường cho cô ta, lâm phi lộc cảm thấy hậu cung này còn có ý tứ.